Kính chào quý thầy cô, các bạn đồng nghiệp và các bạn sinh viên của Đại học Bây giờ thân mến. Hôm nay xin thay mặt cho bổn môn huyết học, tôi xin tự giới thiệu tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Quỳnh Nghĩa, trưởng bộ môn và Phó trưởng khoa y. Cho đến nay đại dịch Covid đã diễn ra trên đất nước ta và kéo dài. Đến bây giờ tình hình vẫn còn có những phức tạp trong hầu hết tất cả các cái chuyên ngành, từ nội khoa đến sản khoa đến trẻ em, và ngay cả trong những cái trường hợp của các cái bệnh lý liên quan tới ngoại khoa. Hôm nay thì tôi sẽ xin trình bày cho tất cả quý vị một cái vấn đề liên quan mà khá nhạy cảm, đó là cái Covid và các cái bệnh lý trên bệnh nhân huyết học như thế nào. Tôi nhớ tháng 8 năm 2020 có một cái bài đăng với cái tên đề Covid có phải là bệnh mới của huyết học không? Bởi vì nó thể hiện ở rất nhiều các cái biến chứng và liên quan tới huyết học. Cho đến nay thì chúng ta thấy Covid là một cái bệnh lý liên quan rất nhiều các cái bệnh lý của cơ quan của cơ thể chúng ta. Đó là từ một cái bệnh lý nhiễm của virus. Phần trình bày của tôi gồm các phần như trên: tổng quan COVID và bệnh lý huyết học lành tính, COVID và bệnh lý huyết học ác tính, và phần kết luận. Trong mỗi phần COVID mà liên quan tới bệnh lý lành tính cũng như ác tính, tôi sẽ trình bày cho các quý vị hiểu về các cái diễn tiến, đồng thời câu hỏi có nên chích vaccine trên những cái bệnh nhân này hay không. Chúng ta biết tháng 12/2019 lần đầu tiên báo cáo cái hội chứng mà hô hấp cấp tính do xuất hiện cái corona chủng mới gây ra. Đến tháng 3/2020 thì WHO tuyên bố Covid là một đại dịch toàn cầu, và chúng ta đã biết bệnh cảnh này thay đổi từ nhẹ đến nặng và rất nặng, với từ các cái không có triệu chứng đến biểu hiện triệu chứng nhẹ khoảng 81%, nặng khó thở với nhịp thở nhanh trên 30 lần một phút, kèm tình trạng của viêm phổi hoặc là đông đặc phổi khoảng 14%, và rất nặng siêu hô hấp sốc nhiễm trùng suy đa cơ quan 5%. Chúng ta cứ tưởng tượng khi mà bệnh nhân mà có đặt kế can thiệp xâm lấn thì cái nguy cơ tử vong nó tăng lên rất. Đây là một cái kết quả được chúng tôi theo dõi đến tháng 10 năm ngày 10 tháng 9 năm 2021. Chúng ta có một cái lượng trên toàn thế giới như thế này. Việt Nam của chúng ta nằm ở cái vị trí màu xanh, khoảng chừng 500 cho đến 5 triệu người đã bị mắc của COVID. Và với cái tỷ lệ này thì chúng ta thấy nó trải qua 4 đợt, và các cái nước đã hết rồi lại bùng lên, hết rồi lại bùng lên, và cái diễn tiến nó ngày càng phức tạp hơn. Với cái kết quả này mà chúng tôi tổng kết cho đến ngày 16 tháng 9 năm 2001, tỷ lệ của chúng ta nhiễm vẫn nằm ở trên con số 10.000 người trong một ngày, và cái tỷ lệ tử vong ở Việt Nam chúng ta cũng dao động khoảng chừng 3,5 cho đến 2,4% dao động trong suốt tuần. Thưa với tất cả quý vị, tôi là người chứng kiến trong cái nạn đại dịch Covid này cùng với tất cả các bạn đồng nghiệp ở phía Bắc cũng giống như ở phía Nam. Chúng tôi cũng đang đối diện với các cái bệnh lý này. Thực tế ra thì cái câu chuyện để mà giải quyết cái này nó không phải chỉ có cái ngành y của chúng ta, mà cần phải có sự phối hợp của các cái nhiều ngành khác, cả một cái lực lượng của cộng đồng của người dân, thì chúng ta mới có thể hy vọng kiểm soát một cách lâu dài được. Tôi xin nhắc lại về cái cơ chế bệnh sinh của virus trong SARS-CoV-2. Việc lây nhiễm của cái con SARS-CoV-2 vào trong các cái thụ thể ACE nó sẽ tăng lên, và cái chính cái ACE là cái vị trí mà nó tấn công trực tiếp. Sau đó cái quá trình này nó đến cơ chế thứ hai là rối loạn điều hòa của cái hệ thống pradikin-angiotensin, và rối loạn điều hòa này thì quý vị biết nó sẽ kích hoạt cái tổn thương mô
phản ứng viêm co thắt mạch não và tăng tính thấm của thành mạch. Và nguyên cả một cái quá trình này để khởi động hai cái biến chứng sau mà chúng ta gặp, đó là sự tổn thương và tạo ra một cái huyết khối do viêm. Một cái nơi đã dùng từ là huyết khối do miễn dịch. Quá trình này cũng đã được chúng ta thấy rõ trong cái việc tăng tạo sản xuất của thâm biên, giảm cái quá trình tiêu sợi huyết nên xuất hiện một cái sản phẩm là D-dimer. Và huyết khối của vi mạch, của tĩnh mạch và của động mạch. Song song cái quá trình cắt huyết khối này, chúng ta thể thấy có một cái rối loạn đáp ứng miễn dịch trên cả tế bào T, và nó tăng cái hoạt tính miễn dịch của tất cả các cái loại tế bào với cái đáp ứng miễn dịch mà ban đầu, sau đó nó tạo ra cái cơn bão cytokine. Quá trình hình thành cơn bão cytokine kết hợp với cái quá trình tăng thêm các cái tạch máu và cái tổn thương của các cái cơ quan, nó gây ra cái hội chứng tổn thương và viêm tắc mạch, vừa suy hô hấp vừa suy các cái cơ quan. Một cái tạp chí để đăng lên liên quan tới huyết học chúng ta, đó là một cái thực tế các cái bệnh lý huyết học hoặc là các cái bệnh lý ung thư nó dẫn đến các cái tỷ lệ tử vong trong COVID-19 như thế nào. Đây là những cái bài học lớn mà chúng ta nghiên cứu từ cộng đồng. Một cái nghiên cứu đã được đăng trong cái tạp chí của Hematology và Oncology năm 2020. Với cái tạp chí này thì người ta thấy có khoảng 2% bệnh nhân COVID là có bệnh nền về ung thư. Và bệnh nhân ung thư thì cái nguy cơ có biến cố nặng, ví dụ như nhập ICU hoặc là cần thông khí xâm lấn hoặc là tỷ lệ tử vong thì cao hơn những cái bệnh nhân mà không bị ung thư. Với cái con số mà chúng ta đưa ra, nhóm bệnh nhân bị ung thư là từ 11-39% so với cái nhóm mà không bị ung thư là từ 5,8-7,6%. Và riêng về bệnh nhân ác tính huyết học thì thường có mức độ ức chế miễn dịch cao hơn và có thể bị nhiễm COVID nặng hơn trên bệnh nhân có khối u đặc. So với nhóm mà không có bệnh lý huyết học ác tính thì tỷ lệ tử vong cao hơn, một con số khủng khiếp mà chúng ta thấy 62% so với 8%. Và khi có bệnh lý huyết học thì bệnh nhân cần phải phân tầng nguy cơ bệnh lý ác tính huyết học để xác định thời gian và phương pháp điều trị chống ung thư phù hợp với cái tình trạng mà nhiễm COVID. Với cái kết quả bài báo đăng đầu tiên thì chúng ta thấy sau đó có một cái kết quả đăng trên cái tạp chí Lancet vào năm 2020 của tác giả Francesco Basamuti. Nó nghiên cứu đoàn hộ hồi cứu đa trung tâm về đặc điểm lâm sàng và cái nguy cơ trên 66 bệnh viện ở Ý từ ngày 25 tháng 2 đến ngày 28 tháng 5, đối tượng trên 18 tuổi và gia đình là bệnh lý ác tính học có nhiễm COVID, và kết cục chính là tính tỷ lệ tử vong và cái yếu tố tinh lượng. Đây là cái sơ đồ mà của cái nhóm. Ta thấy có 50 ca nhập vào ICU và 401 ca thì không nhập vào ICU. Kết quả của cái kết cục này trên cái bảng này thì đây là cái đánh giá toàn bộ trên cả nam lẫn nữ, trên cái phân tích của cái nhóm của Ý và trên một cái nhóm nghiên cứu cơ học, thì chúng ta thấy kết cục tỷ lệ tử vong là nó tăng khoảng từ 2,04 lần so với dân số chung. Dưới 70 tuổi thì tăng 3,72 lần và tăng đến 41,3 lần so với nhóm ác tính huyết học mà không có nhiễm COVID. Đây là cái kết cục mà chúng ta thấy các cái biến chứng, những biến chứng liên quan tới cái mạch máu, biến chứng liên quan tới cái nhiễm trùng và biến chứng gây ra cái tổn thương đa cơ quan tăng lên rất là cao. Với cái kết quả này để gợi ý với chúng ta là thuộc các cái nhóm bệnh lý gì? Ở đây là cái nhóm bệnh lý ác tính và cái bệnh tiến triển thì chúng ta thấy tăng từ 2 đến 10 lần so với cái chỉ số của Hazard Ratio. Sau đó thì chúng ta thấy những cái trường hợp mà nặng hoặc là cái ta gọi là nguy cấp thì chiếm gần như một nửa cái số trường hợp mà bệnh nhân nhập viện, 4 cho đến 0,8 lần. Bên bảng này chúng ta thấy cái tỷ lệ của bệnh nhân tử vong trên cái bệnh nhân thì nhóm của bà con, nhóm của các cái lymphoma, nhóm các cái tế bào cơ bản
đều có cái chỉ số tăng cao hơn so với là các cái nhóm khác. Với thẳng của kết quả của Lancet này để đưa chúng ta một kết luận là trong cái nhóm bệnh lý huyết học hoặc bệnh lý ung thư thì tỷ lệ mà tử vong hoặc là tỷ lệ nhập viện và ICU tăng lên rất cao. Một cái nghiên cứu khác với cái kết quả mà chúng ta thấy được phân tích một hồi cũ cũng giống như phân tích gộp của 3.377 cái bệnh nhân. Kết quả này nghiên cứu đã được công bố với tỷ lệ tử vong rất cao là 34% và có cái tuổi tác liên quan chặt chẽ đến tỷ lệ tử vong cũng giống như bệnh nền. 20% ICU, 17% thở máy và có 16% thì thông khí không xâm lấn. Và bệnh nhân mà đang điều trị chống cái ung thư toàn thân thì có nguy cơ tử vong tương tự như những cái bệnh nhân mà có ung thư cũng đang điều trị. Tuy vậy với cái kết quả này thì chúng ta đánh và phân tích cái gộp này chúng ta thấy người lớn thì bệnh nhiều hơn trên trẻ con, nhất là những nhóm mà trên 60 tuổi. Những cái điều trị ung thư gần đây hoặc là không điều trị thì cũng gần như tương đồng. Đó. Với chỉ có hình dẫn hơn là 1.2 thôi. Đó. Đã phân tích như vậy thì chúng ta sẽ đi sâu vào trong các cái từng nhóm của các cái bệnh lý. Chúng ta đánh giá đối với cái bệnh lý huyết học như thế nào. Với cái nhận định mà chung thì COVID sẽ ảnh hưởng đến các cái quần thể bệnh nhân khác nhau và yêu cầu những thay đổi trong thực hành lâm sàng khác nhau đối từng nhóm đối tượng liên quan tới huyết học. Bệnh nhân huyết học cả lành tính và ác tính đều có nguy cơ nhiễm cao và các biến chứng nặng, nguy cơ cao của các cái biến chứng nặng cho COVID. Từ đó nó đưa đến cái thách thức trong quản lý điều trị là chúng ta có nên thay đổi lịch trình điều trị theo phác đồ cái đợt nhiễm rồi chúng ta mới đưa cái quyết định điều trị. Từ đó nó đưa tới vấn đề là trì hoãn điều trị, hạn chế vấn đề nhập viện, đánh giá rủi ro và lợi ích, đưa đến quyết định điều chỉnh tùy theo tình huống cụ thể của từng nhóm bệnh và trên từng bệnh nhân. Với cái nhận định ban đầu như vậy, sau một loạt những cái bài báo đăng lên thì ngày nay thì cái phương pháp tiếp cận của chúng ta như thế nào? Phần kế tiếp tôi sẽ trình bày cho quý vị COVID và các cái bệnh lý huyết học lành tính. Đây là một cái nhóm bệnh mà nó cũng chiếm trong các cái tỷ lệ khoảng chừng từ 30-40% trong bệnh lý huyết học của chúng ta. Cái nhóm bệnh đầu tiên mà chúng ta đề cập đó là nhóm bệnh suy tủy. Theo cái kết quả nghiên cứu của cái nhóm chuyên gia của ABNT và trên cái tạp chí Plus thì người ta đưa ra các nhận định như thế này là nếu có suy tủy thì ưu tiên điều trị ngoại trú nếu có thể, nghĩa là chúng ta chọn cái hướng điều trị truyền tiểu cầu hoặc là truyền chế phẩm máu. Và nếu như có chỉ định điều trị thì chúng ta trì hoãn điều trị chuyên sâu khi chúng ta nhập viện. Những phương pháp điều trị chúng ta nhớ là ATR với Sinoporin cộng với là cái ghép tế bào gốc tạo máu. Khi cái bạch cầu hạt lớn hơn 200 con trên 1 mm thì chúng ta ưu tiên chọn cái Sinoporin và Entrobopat. Chúng ta nhớ cái Sinoporin cũng có tham gia vào trong ức chế miễn dịch. Nó cũng có thể ức chế tế bào để ngăn cản cái cơn bão một phần của cytokine. Tuy nhiên, khi cái bạch cầu hạt trung tính dưới 200 con và có nguy cơ tử vong cao thì nếu không điều trị kịp thời thì chúng ta sẽ thấy rất là khi mà sốt lên cộng với nhiễm trùng đồng với cái nhiễm trùng thì người ta đưa ra ba cái nhận định. Thứ nhất, ATD chỉ định giới hạn trên bệnh nhân suy tủy rất nặng và suy tủy nặng. Đây là phương pháp điều trị cứu sống cho bệnh nhân nặng thì chúng ta không thể trì hoãn được. Và nếu như mà có nhiễm COVID dương tính thì chúng ta trì hoãn điều trị 1 đến 2 tuần cho đến khi sạch virus. Cái chữ sạch virus này được định nghĩa là dựa trên cái PCR và cái ngưỡng mà của cái nhóm nước ngoài đưa nó khác hơn Việt Nam chúng ta là khoảng trên 34. Ngưỡng chúng ta thường hay ở Việt Nam chọn là 30
Nhưng theo quan điểm của riêng cá nhân tôi thì nên chọn ở mức 34. Hiện tại thì chúng tôi cũng đang có những cái điều trị như vậy, thì chúng tôi thử PCR 2 lần âm tính và ngưỡng trên 34 thì chúng tôi sẽ đưa quyết định điều trị. Trong này thì chúng ta nên xét nghiệm công thức máu mỗi tuần và truyền máu khi có triệu chứng, và giữ cái mục tiêu là chúng ta đừng cố gắng nâng cao hơn, chỉ mục tiêu thấp hơn là khoảng 7 gram trên decilit, và cố gắng giữ tiểu cầu trên 10.000 và đừng có xuất huyết. Mặc dù cho đến nay thì người ta chứng minh rằng COVID không có lây qua truyền máu, nhưng vẫn mỗi vấn đề mà khi tiếp cận và tiếp xúc ở trong bệnh viện hoặc là với cả cái nhân viên y tế của chúng ta đối với bệnh nhân thì nó tăng thêm cái nguy cơ. Và nếu như có cái điều trị cái Silomorin thì chúng ta nhớ là theo dõi nồng độ Silomorin 2 lần một tuần khi và điều chỉnh khi có cái nồng độ ổn định. Tùy theo cái người lớn và trẻ con thì chúng ta điều chỉnh. Vậy thì chích vaccine trên bệnh nhân suy tủy như thế nào? Trong quá khứ chúng ta có những báo cáo thì suy tủy nó có thể phát triển sau khi tiêm chủng, và một số những cái bệnh nhân suy tủy thì đã được hồi phục tái phát sau khi chúng ta tiêm vaccine. Đó là trong quá khứ. Trong bối cảnh của đại dịch COVID thì theo app và cái nhóm chuyên gia suy tủy thì chúng ta thấy nguy cơ so với lợi ích, người ta đang cân nhắc thì người ta ủng hộ việc sử dụng vaccine, đặc biệt là trên những người có thêm mắc cái bệnh COVID nặng như tuổi tác, béo phì hoặc các bệnh lý đi kèm để làm tăng nguy cơ. Đến những bệnh nhân này trong vòng 6 tháng để từ khi bắt đầu ETG với Silomorin thì không có khả năng đạt được phản ứng miễn dịch thích hợp với vaccine. Quý vị lưu ý nha. Thì với cái chỗ này nó vẫn còn bỏ ngỏ khi chúng ta đưa ra cái quyết định cho bệnh nhân. Nếu bệnh nhân đã sử dụng Silomorin trên 6 tháng hoặc sau ATR hoặc là dị ghép tế bào gốc thì những tài liệu chứng tỏ có đáp ứng với tiêm chủng thông thường, những tương tổn thân vaccine thông thường có đáp ứng, thì trong trường hợp này thì chúng ta nên chích trên nhóm bệnh nhân này. Đó là trên nhóm bệnh nhân suy tủy. Nhóm thứ hai là nhóm giảm tiểu cầu miễn dịch. Người ta thấy không có bằng chứng tăng tỷ lệ mắc và nồng độ nặng của nhiễm COVID trên bệnh nhân ITP. Nhiễm COVID-19 có thể khởi phát khi ITP cấp tính hoặc là dẫn đến một cái đợt cấp trên bệnh nhân ITP đang điều trị ổn định. Cho nên có cái mấy ca mà nhập viện với chúng tôi thì có thể khi chúng ta test COVID mà âm tính thì đó chỉ là ITP. Nhưng nếu mà có COVID mà dương tính thì các bạn nhớ có thể đây là đợt cấp hoặc đây là đang ổn định, thì nhiễm COVID thì nó xuất hiện cái biểu hiện của ITP do một cái phản ứng miễn dịch. Đối với những bệnh nhân ITP thì người ta thấy rằng hạn chế tối đa đến việc đến các cái cơ sở y tế. Chúng ta chú trọng kiểm soát các triệu chứng thay vì là phải kê bệnh nhân đi thử số lượng tiểu cầu là bao nhiêu. Chúng ta chủ yếu là xuất huyết dưới da, xuất huyết trên niêm mạc ở nữ thì kèm với lại cái chuyện kinh nguyệt nếu vẫn còn kinh, hoặc là trên cái khả nam mà nữ coi cái triệu chứng của cái tính chất màu sắc của phân. Và người ta có những bằng chứng là không có tăng nguy cơ huyết khối khi tăng số lượng tiểu cầu, ngay cả khi cắt lách hoặc là điều trị với cái tendo là thuốc đồng bằng của gắn với tiêm cầu. Câu hỏi rằng trên những bệnh nhân mà nhiễm COVID này thì cái heparin trọng lượng phân thích và cái heparin chuẩn thì vẫn được sử dụng trong điều trị dự phòng trên bệnh nhân huyết khối ATP bị nhắc COVID, trừ khi là bệnh nhân đang xuất huyết hoặc bị giảm tiêm cầu nghiêm trọng dưới 20-30.000. Khi sử dụng cái này thì chúng ta nhớ cần phải theo dõi cái biến chứng của huyết dựa trên cái thang điểm 4T và hết sức cẩn trọng khi tiêm enoxaparin. Các anh chị nhớ khi tiêm enoxaparin thì nó phải đúng cái kỹ thuật. Chúng ta phải véo da đúng và chúng ta tiêm ở da bụng và dùng cái ống tiêm chúng ta phải tiêm mà trực tiếp và vuông góc. Khi cái đầu tiên qua khỏi da thì chúng ta bơm sau đó chúng ta mới buông cái tay này. Cái này thì chúng tôi đã gặp một số cái trường hợp
cái doxaparin và gây ra biến chứng của cái chảy máu ở cái vùng da, cũng giống như là chảy máu ở dưới cái phần bô mẹ. Về giảm chữ cầu miễn dịch thì người ta vẫn khuyến cáo áp dụng hướng dẫn điều trị ITP theo tiêu chuẩn hiện tại, có nghĩa là chúng ta vẫn có thể sử dụng corticoid, vẫn có thể sử dụng TPO, vẫn cắt lách, vẫn có thể sử dụng cái rituximab. Và tuy nhiên cái corticoid thì nó không liên quan kết cục xấu hơn khi nhiễm cái COVID-19. Chúng ta thấy cái việc sử dụng dexamethasone thì có lợi trong nhiễm COVID ca nặng, và chúng ta cân nhắc ở cái liều khi dùng là 40mg một ngày trong 4 ngày đối với nhiễm ITP và 12mg một ngày trong 10 ngày với cái nhiễm COVID nặng. Chúng ta lưu ý có một cái phương pháp trong dùng corticoid đó là cái liều 125mg nhân 2 lần và dùng trong 3 ngày, thì nó cũng tương đương với lại trong trường hợp mà chúng ta sử dụng cái ITP mà khi số lượng tiểu cầu giảm nặng. TPO thì là một lựa chọn ban đầu hợp lý để chúng ta có thể điều trị bệnh nhân này, tránh nhập viện và tránh việc phải sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Đây là một cái lựa chọn khá mới mà nó chỉ xuất hiện trong đại dịch COVID thôi. Quý vị nhớ TPO cho đến bây giờ vẫn chưa được đưa lên cái first line để lựa chọn, chỉ có những trường hợp mà thất bại với corticoid. Việt Nam mình thì phải thất bại với cắt lách nữa thì mới đưa TPO vô. Thì trong trường hợp này thì người ta khuyến cáo TPO nên đưa vô ban đầu thì nó tránh được cái quá trình nhập viện để lây nhiễm và quá trình ức chế miễn dịch của bệnh nhân. Cắt lách thì không ghi nhận làm tăng nguy cơ nhiễm COVID, nhưng đối với trong cái đại dịch này thì chúng ta hạn chế tối đa việc can thiệp, nhất là trong cái vùng mà có dịch tễ cao. Nếu có can thiệp, chúng ta cân nhắc nên sử dụng cái TPO và kết hợp với corticoid trước. Anti-CD20 là rituximab, nó suy giảm khả năng đáp ứng miễn dịch của bệnh và của vaccine COVID. Chưa có bằng chứng làm tăng nguy cơ nhiễm và độ nặng của COVID-19. Và nếu như hạn chế sử dụng các cái điều này thì càng tốt. Về IVIG là immunoglobulin và IgG thì nó không ức chế miễn dịch, nó có khả năng tăng số lượng tiểu cầu trong khi chờ đáp ứng của cái điều trị khác. Cho nên chưa có cái bằng chứng cụ thể nào, chỉ có một vài cái nghiên cứu thôi là kết hợp giữa TPO và IVIG trong cái tuần, trong cái những ngày đầu tiên để coi đáp ứng. Về việc mà chỉ định chích vaccine trong giảm tiểu cầu miễn dịch thì bệnh nhân ITP nhiễm COVID thì có thể gây giảm nhanh cái số lượng tiểu cầu. Tuy nhiên bệnh nhân ITP sẽ phản ứng bình thường với vaccine COVID-19 và có phản ứng giống như bất kỳ những người nào khác. Chúng ta nhớ khi bệnh nhân bị nhiễm ITP thì chúng ta thấy rất hạn chế việc chích ngừa, nhất là những cái vaccine mà sống hoặc là những cái vaccine mà trong tiền căn bệnh nhân đã có nghi ngờ. Cho nên nhất là những cái bệnh lý ở trên trẻ con, bạch hầu, ho và uốn ván và sởi thì chúng ta hết sức là cân nhắc. Nhưng đối với cái tình trạng của bệnh nhân bị nhiễm này thì người ta thấy đáp ứng có thể giảm trên bệnh nhân và có sử dụng rituximab trong vòng 6 tháng hoặc đang dùng thuốc ức chế miễn dịch, đang dùng corticoid. Nhưng điều này vẫn mang lại hiệu quả và bảo vệ lợi ích lớn hơn với bất kỳ cái sự đáp ứng nào khác. Và nhớ rằng cắt lách không ảnh hưởng đến đáp ứng. Một số cái bệnh nhân bị giảm tiểu cầu của chúng ta đó, chúng ta tiến hành cắt lách. Rồi sau đó thì các bạn người ta gọi lên đó, hỏi là bây giờ tôi cắt lách rồi là không đáp ứng miễn dịch nữa thì có cắt không? Câu trả lời của chúng ta là vẫn cắt bình thường. Nếu như số lượng tiểu cầu mà trên 50.000 thì có thể tiêm vaccine mà không cần phải hỗ trợ cầm máu gì hết. Nếu số lượng tiểu cầu từ 20 đến 50.000 hoặc có rối loạn đông máu khác như là rối loạn chức năng tiểu cầu thì chúng ta cho uống một liều Chansabin 500mg từ 1 đến 2 giờ sau khi tiêm, trước khi tiêm vaccine.
Nếu không có một cái chống chỉ định nào, ví dụ đi suy thận chẳng hạn, sau khi tiêm xong chúng ta đè chặt lên tích trong vòng khoảng 5 đến 10 phút. Khi đến số lượng tiêu cầu dưới 20.000 thì chúng ta cân nhắc cái lợi ích và cái nguy cơ của chiếc vaccine. Theo những cái bệnh nhân của tôi đó, thì tôi cho uống cái liều trong Sabis 1 đến 2 giờ trước khi tiêm vaccine, sau đó tiến hành đè chặt trong vòng 10 phút sau khi tiêm vaccine. Nếu như lâm sàng mà đang có chảy máu ở niêm mạc, còn chảy máu dưới da, dạng chấm thì chúng ta không đáng ngại. Thì cần về cái vấn đề lợi ích thì chúng ta cho truyền dưỡng vào, sau đó tiến hành chích vaccine ngay liền. Lưu ý là khoảng giờ để chúng ta coi có cái phản ứng dị ứng của cái truyền sản phẩm máu hay không. Tấm bệnh lý hướng dẫn của app và hiệp hội thalassemia thì bệnh nhân thalassemia thường đi kèm thêm một số bệnh lý đồng mắt mà chúng ta biết như suy tim cung lượng cao, suy tim và ứ sắt, tăng áp ở phổi và ứ sắt và các cái bệnh lý đáng thường thì có thể gây nguy cơ nhiễm COVID nặng hơn. Hiện tại thì không có bằng chứng của cái virus SARS-CoV-2 lây qua truyền máu, cho nên không thay đổi cái phác đồ truyền máu. Bệnh nhân bị thiếu thì chúng ta có thể truyền. Tuy nhiên cái hemoglobin chúng ta cũng đạt, cũng đừng có nên đạt tới cái mức cao. Lúc ban đầu chúng tôi thường cố gắng đạt khoảng chừng 8 cho đến 9 gram. Ngày nay theo hướng dẫn thì khoảng chừng là từ 7 gram rưỡi đến 8 gram là được rồi. Và người ta thấy không có dữ liệu liên quan đến thải sắt và tính nhạy cảm với COVID với cái mức độ nặng của bệnh. Cho nên chúng ta nếu đang thải sắt thì không ngưng thải sắt. Nếu có nhiễm COVID-19, không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ, trong trường hợp này thì chúng ta nên chọn thuốc thải sắt là được uống sẽ tốt hơn. Bởi vì đường truyền tĩnh mạch thì chúng ta tiếp cận khó hơn. Đây là cái tóm tắt về lợi ích của trong cái việc chăm sóc sức khỏe điều trị thalassemia. Chúng ta có thể, nếu như có hoạt động tuyến đường thận của người ta bất thường thì có thể bổ sung cái lập glucocorticoid liệu thấp. Nếu có biến chứng tim và rối loạn nhịp tim thì theo dõi tình trạng ứ sắt ở tim và các cơ quan ở tim. Nếu có tán huyết nội mạch hoặc là ngoại mạch thì theo dõi sát sức công thức máu của bệnh nhân thalassemia của nhiễm COVID-19. Các bạn nhớ là trong cái nhiễm COVID này, nó có thể đóng góp thêm cái tình trạng mà tán huyết do rối loạn về miễn dịch. Cắt lách thì chúng ta cần phải cân nhắc và đánh giá cẩn thận. Truyền máu thì chúng ta duy trì phác đồ trị thải sắt thì giống như chúng tôi đã đề cập ở trên. Nếu như ghép có tế bào gốc và điều trị bằng liệu pháp Fren thì chúng ta trì hoãn trên đã được kiểm soát. Và một cái liệu pháp mới mà không truyền máu, ví dụ như duy trì liệu pháp sử dụng cái Libatoset, thì cái phần này tôi sẽ trình bày trong cái việc mà hội nghị về thalassemia thường niên sắp tới. Đây là ý kiến của các cái nhóm chuyên gia với đứng đầu là của tác giả Peter Now và cộng sự. Bệnh lý thalassemia và những cái bệnh lý hơn bên khác thì chúng ta thấy nó cũng có hiếm gặp cái tình trạng ứ sắt nặng. Bệnh nhân cắt lách hoặc là rối loạn chức năng lách thì chúng ta vẫn có thể tiến hành tiêm ngừa cái COVID-19 được. Về cái nhóm bệnh lý hemophilia là chúng ta đã có những cái bài báo và những cái textbook hướng dẫn của cái Hiệp hội Hemophilia Thế giới. Nhóm nguy cơ này dễ bị chảy máu nặng và va chạm sau khi chấn thương. Cho nên bệnh nhân đang điều trị các yếu tố 8, yếu tố 9 tái tổ hợp, phi 3, yếu tố 7 hoặc là thuốc kháng thể đơn dòng như Enicizumab thì chúng ta không thay đổi phác đồ khuyến cáo của hiện tại của bệnh nhân. Tiếp tục chúng ta dùng. Bệnh nhân đang điều trị yếu tố 8, yếu tố 9 nguồn gốc từ huyết tương thì không khuyến cáo thay đổi chế phẩm. Bệnh nhân có dùng điều trị các cái chế phẩm khác thì chúng ta phải cân bằng giữa lợi ích và các cái nguy cơ để nên truyền hay không truyền. Và đặc biệt là trong cái nhiễm COVID trên những cái bệnh nhân mà thalassemia, nó có thể dễ khó kiểm soát cái huyết áp. Cho nên chúng ta cần phải tích cực kiểm soát huyết áp để giảm nguy cơ xuất huyết nội sọ trên bệnh nhân hemophilia. Nếu hạ sốt thì chúng ta có thể dùng ba như trên.
chúng ta nhớ không dùng ibuprofen hoặc Nesac và nhất là aspirin. Có dự phòng huyết khối thì không có chống chỉ định tuyệt đối. Đó, chúng ta cân bằng những nguy cơ chảy máu và lợi ích chống huyết khối. Thận trọng thì chúng ta tiêm dưới da bởi enoxaparin cho đúng chuẩn. Về cái liều lượng của heparin trọng lượng phân tử thấp và nguy cơ huyết khối thì chúng ta phải điều chỉnh cái nồng độ yếu tố 8 và điểm chính theo để đỉnh là khoảng 30-50% và theo sát cái nồng độ actin 10A, cố gắng chỉnh từ 0,3 tối đa là 0,7. Theo kinh nghiệm thì của các cái nhóm bên Ấn Độ thì đó người ta khuyên là hơi thấp hơn 0,7. Nếu như bệnh nhân nặng mà cần phải có cái thủ thuật xâm lăng cơ học hoặc ECMO thì chúng ta cần theo dõi các chỉ số đông máu và nồng độ yếu tố đông máu mà không có chống chỉ định. Khuyến cáo theo dõi nồng độ của voclosporin để loại trừ cái tình trạng thiếu hụt voclosporin mắc phải có thể gây ra bởi cái ECMO trong cái quá trình mà chúng ta đặt ECMO. Về chỉ định vaccine thì không có một chống chỉ định liên quan tới cái biến chứng của hemophilia. Khi nồng độ yếu tố 8, yếu tố 9 mà lớn hơn 10% thì chúng ta không cần điều trị dự phòng. Cũng giống như tương tự emosimab và tình trạng ổn định thì chúng ta không cần điều trị dự phòng. Vaccine thì được nên vaccine thì đa số là tiêm bắp nên chúng ta sử dụng một cái kim cỡ nhỏ khoảng từ 25 đến 27 và chúng ta đè chặt ngay vết chích từ 5 đến 10 phút sau khi tiêm. Nên tự kiểm dặn bệnh nhân nên tự kiểm tra và sờ đắng trong cái vùng tiêm vài phút từ 2 đến 6 giờ sau đó cái việc mà tụ máu mụn. Nếu như có cảm giác khó chịu cánh tay trong 1-2 ngày sau khi tiêm thì cần thì chúng ta nhớ đây là cái tác dụng phụ của thuốc, chúng ta cũng không có gì đáng ngại. Nếu bất kỳ cái tác dụng phụ nào ví tụ máu phản ứng dị ứng ở cái chúng ta phải tới cái phòng khám huyết học hoặc là bệnh viện cấp cứu. Đây là một số cái slide đó về cái sử dụng thuốc kháng đông và kháng tiểu cầu trong cái chích vaccine. Ví dụ như cái quạt parin thì chúng ta thấy chỉ số INM dưới 3 thì có thể tiêm mà không cần trì hoãn. Nếu bất kỳ cái lo ngại về lâm sàng thì chúng ta có thể. Nếu như bệnh nhân có chỉ số mà INM không ổn định thì chúng ta nên xét nghiệm PE trong vòng 72 giờ trước tiêm. Nếu đi trên 3 hoặc là có cái trường hợp phối hợp thêm các thuốc thì chúng ta đánh giá từng trường hợp cụ thể và cân nhắc phải chắc chắn INE là dưới 4. Tất cả bệnh nhân nên ngưng liều hoặc warfarin vào ngày chủng ngừa cho đến nhất là 4 đến 6 giờ sau khi chủng ngừa và chúng ta tiếp tục dùng lại cái liều hoặc warfarin bình thường. Đối với nhóm thuốc DOAC, heparin trọng lượng phân tử thấp hoặc fondarius thì chúng ta có thể tiêm vaccine. Tất cả bệnh nhân nên ngưng cái liều kháng đông vào ngày chủng ngừa và sau đó 4-6 giờ chúng ta dùng lại. Đối với kháng tiểu cầu thì nếu liệu pháp chống tiểu cầu một thứ ví dụ aspirin, clobinosin thì có thể tiếp tục dùng những thuốc này mà không cần phải điều chỉnh. Nếu như dùng kháng tiểu cầu kép như aspirin và clobinosin tùy từng trường hợp cụ thể chúng ta có thể ngưng bớt loại. Chúng tôi khuyên các bạn nên ngưng cái aspirin. Rồi sau đó chúng ta có thể chích. Riêng cái nhóm bệnh nhân mà bị suy giảm miễn dịch thì đây là một cái nhóm bệnh lý mà nó có thể có nhiều những cái biến chứng và cái nguy cơ trong cái bệnh lý COVID. Trong nhóm này chúng tôi nhắc với các bạn có thể bệnh nhân giảm hoặc vắng mặt sự đáp ứng của cái vaccine. Ví dụ như suy giảm miễn dịch nguyên phát hoặc thứ phát của hệ cái miễn dịch tế bào. Địa phương tấn công tế bào B như kháng thể đơn dòng CD20, CD22, ức chế BTK hoặc là chết nó cũng có ảnh hưởng. Địa phương tấn công tế bào T với cái carcinoid hoặc ATR. Địa phương mà ức chế chốt kiểm soát như là CTLA là ipilimumab hoặc ức chế PD-1 cũng có thể ức chế. Và đi biết đến như chúng ta dùng trên 20mg một ngày hoặc là trên 2mg một ký một ngày đối với bệnh nhân dưới 10 ký hoặc là dùng corticoid kéo dài trên 14 ngày thì nó cũng có thể ảnh hưởng đến cái sự đáp ứng của vaccine. Tuy nhiên chưa có một cái nghiên cứu lâm sàng nào rõ rệt về hiệu quả vaccine trên cái nhóm bệnh nhân bị suy giảm miễn dịch. Nên cân nhắc giữa rủi ro và lợi ích theo từng trường hợp cụ thể.
Và nếu có kế hoạch mà tiếp tục tiêm vaccine thì chúng ta hoàn tất quá trình tiêm chủng đầy đủ ít nhất là 2 tuần trước khi thực hiện cái biện pháp ức chế miễn dịch hoặc cách ly. Nếu bệnh nhân đang điều trị hoặc đã được điều trị bằng thuốc chức chế miễn dịch thì cân nhắc cái việc tiêm vaccine sau 6 tháng kể từ khi ngưng thuốc để nó tăng cái đáp ứng miễn dịch trên bệnh nhân. Và vấn đề này là vấn đề phức tạp. Có hai cái nhóm bệnh lý mà chúng tôi ghi nhận mà phức tạp hơn trong vấn đề cả diễn tiến bệnh lý và chích vaccine, đó là bệnh nhân lipid đỏ và bệnh nhân với cái hội chứng thực bào máu. Thì phần này xin phép với các bạn chúng tôi sẽ trình bày vào trong cái đợt sau. Tại cái này, bệnh lý này đó là bệnh lý tổn thương đa cơ quan, cơ chế bệnh sinh nó cũng như tương đồng và nó có thể hoạt hóa được cái quá trình đáp ứng miễn dịch. Nên xin phép với tất cả các bạn đồng nghiệp, chúng tôi sẽ trình bày cái vấn đề này sau. Chúng ta sẽ qua phần 2, đó là COVID-19 và bệnh lý huyết học ác tính. Với cái kết luận của cái hội ung thư huyết học của Hoa Kỳ và cái mạng lưới huyết học của ung thư quốc gia Hoa Kỳ, thì người ta thấy xét nghiệm của cái PCR trên bệnh nhân COVID có ung thư có triệu chứng và bệnh nhân không có triệu chứng thì cần phải thực hiện trước khi chúng ta tiến hành các cái thủ thuật gây mê để phẫu thuật, trước khi bắt đầu hóa trị độc tế bào gan và liệu pháp cái sinh học tác dụng lâu dài. Chúng ta thử trước và thử kết quả sau để đưa ra một cái con số thật sự chúng ta mới quyết định. Các khuyến cáo của điều trị COVID-19 trên bệnh nhân ung thư cũng giống như khuyến cáo cho dân số chung. Quyết định điều trị ung thư trong thời gian nhiễm COVID nên được xem xét từng trường hợp cụ thể. Ví dụ như chỉ định quá trị, mục tiêu chăm sóc và tiền sử dung nạp với điều trị. Và quá trị được trì hoãn cho đến khi nào giải quyết được tất cả triệu chứng và tối thiểu là 20 ngày sau khi bắt đầu có triệu chứng. Trong đây chúng ta có đi kèm với cái kết quả của cái PCR. Đây là cái bản của cái đề nghị của cái nhóm expert liên quan tới các cái bệnh lý của bạch cầu cấp dòng thủy và bạch cầu cấp dòng lympho. Cả hai bên đều đồng thuận là xét nghiệm COVID trước khi bắt đầu điều trị, tiếp tục các biện pháp phòng ngừa dịch. Đối với bệnh nhân trẻ thì chúng ta quá trị tấn công đủ liều. Và đối dòng lympho thì chúng ta tấn công đủ liều cả với cái nhóm steroid. Đối với điều trị của cái aracitin thì người ta khuyên nên giảm xuống còn 1,5 gram mỗi mét vuông của mỗi liều. Và đối với dòng lympho thì chúng ta giảm liều anticycline trên bệnh nhân nhóm nguy cơ cao và có nhiễm trùng. Ngưỡng truyền máu thì chúng ta chọn thấp hơn. Và nếu như sau khi điều trị tấn công thì chúng ta tiến hành điều trị ngoại trú, có nghĩa là chuyển sang các cái khác nếu như điều trị tấn công thành công. Và đối với cái nhóm mà này thì xuất viện sớm để giảm thời gian nằm viện. Đối với bạch cầu cấp dòng lympho mà phi dương thì chúng ta có thể sử dụng cái TKI trên cái nhóm bệnh lý này. Nhưng mà cái nhóm ở BMT của bên châu Âu thì người ta lại điều trị theo cái bản sao. Thứ nhất là tầm soát nhiễm COVID trước khi bắt đầu quá trị, nên chờ kết quả di truyền tế bào và sinh học phân tử để phân nhóm nguy cơ. Nếu mà đánh giá đạt được nuôi bệnh bằng MRD rồi thì chúng ta xem xét bỏ qua các chu kỳ củng cố, hoặc chúng ta có thể chuyển sang điều trị duy trì giống như bạch cầu cấp dòng lympho. Sau hết một tháng thì chúng ta sẽ đánh giá lại. Thăm khám bệnh nhân ngoại trú nên được hoãn lại và thay thế bằng tư vấn từ xa với bất kỳ cái trường hợp nào trong các cái vùng mà dịch tễ cao. Thì đây là cái nhóm AML. Thì trên bệnh nhân mà phù hợp với điều trị cường cao, chúng ta phân chia nguy cơ tốt với trung bình thì chúng ta có thể tấn công 7-3 củng cố bằng cytarabin với liều 1,5 trên mét vuông. Nếu mà nhóm nguy cơ xấu thì chúng ta xem xét và chỉ ghép tế bào gốc. Trong trường hợp bệnh nhân mà không phù hợp với trường liều cao thì chúng ta có thể sử dụng azacitidine hoặc cytarabin liều thấp hoặc kết hợp với hiroshi cặp amid để chúng ta giảm cái số lượng bạch cầu.
Đối với bạch cầu cấp dòng lympho thì dữ liệu khuyến cáo glucocorticoid, đặc biệt là trong cái giai đoạn pre-phase hoặc là tấn công và củng cố, và nên tiếp tục điều trị khi đạt được lưu bệnh. Khi đạt được lưu bệnh thì chúng ta nên cắn cô, nên cân nhắc việc mà chúng ta điều trị tiếp ở các cái giai đoạn sau là tùy trên trường hợp cụ thể. Đối với dị giác tế bào gốc thì thảo luận về chỉ định cho từng trường hợp. Nếu dị giác mà không khẩn cấp thì nên trì hoãn lại nhiều nhất có thể. Trong trường hợp mà có nguy cơ cao và cái bạch cầu cấp kháng trị, hoặc bệnh nhân có cái tồn tại cái nhóm nguy cơ mà có cái đột biến phân tử nhóm cao, thì chúng ta cân nhắc để đưa ra cái quyết định điều trị hay không. Đối với bạch cầu cấp dòng tủy, chúng ta điều trị tấn công 73 vẫn khuyến cáo nếu như bệnh nhân đủ điều kiện. Cái HMA và venetoclax thì chúng ta điều trị giảm nhu cầu truyền máu và giảm nằm viện. Để sau đó tình trạng ổn định thì chúng ta có thể tiến hành. Có thể lựa chọn các cái điều trị nội trú nếu có thể. Nếu sốt chẩn bạch cầu hạt không rõ nguồn gốc hoặc không bất thường chiếc quan phổi thì nên xét nghiệm COVID 2 lần cách nhau mỗi 12 giờ để loại trừ, và trì hoãn nếu dương tính với lại COVID-19. Nếu như cần phải điều trị phác đồ điều cao thì chúng ta nên giảm xuống còn 1,5 gram. Đối với M3 thì điều trị không thay đổi, có thể cân nhắc trì hoãn ATO để giảm nguy cơ hội chứng tác trồng lơ mà chúng ta không khó phân biệt được với là nhiễm COVID. Và cái lượng giảm lượng máu truyền thì chúng ta chỉ truyền với hemoglobin khi dưới 7 gram và tiểu cầu dưới 10 ngàn, và hoặc là khi có triệu chứng xuất huyết. Đối với bạch cầu cấp dòng lympho thì trì hoãn hóa trị toàn thân nếu COVID mà có dương tính, thì chúng ta có thể tiêm kinh tủy để thực hiện để có triệu chứng thần kinh trung ương. Tiếp tục điều trị cái bạch cầu cấp dòng lympho sau mắc COVID khoảng 14 ngày. Và corticoid thì nên giữ đủ liều. Nếu nguy cơ cao sau những trường hợp mà nguy cơ sau suy tủy, chúng ta nên giảm liều donepezil còn 50% hoặc là paraprasina. Cân nhắc sử dụng Retinex khi bạch cầu hạt dưới 500 mg trong các cái giai đoạn điều trị. Nếu mà phi âm thì chúng ta chậm chạp điều trị đó thì nó có thể liên quan tới cái tiền lượng xấu của bệnh. Nếu mà phi dương thì ở người lớn có thể kết hợp giữa cái TKI và corticoid hơn là cái quá trị và điều trị tích cực. Trẻ em thì chúng ta kết hợp với quá trị điều trị tấn công với TKI. Nếu như đạt được lưu bệnh thì tiếp tục củng cố và tăng cường sau khi lưu bệnh, và cái dịch COVID đã qua trên được khoảng 14 hoặc là 1 tháng này. Kép tế bào gốc trên cái bạch cầu cấp dòng đi vô nhóm nguy cơ cao thì chúng ta phải cân nhắc giữa lợi ích và cái nhóm nguy cơ. Bạch cầu màng dòng tủy thì chúng ta thấy đa số bây giờ chúng ta được kiểm soát ở ngoại trú, nên bệnh nhân mới chẩn đoán thì chúng ta không thay đổi được cái chiến lược điều trị. Chúng ta không thay đổi chiến lược điều trị, cân nhắc chỉnh liều để làm tránh cái giảm bạch cầu hạt nặng. Bệnh nhân đang điều trị không có triệu chứng hoặc không có bằng chứng nhiễm COVID thì không thay đổi điều trị. Nếu có triệu chứng hoặc có bằng chứng nhiễm COVID thì chúng ta cân nhắc ngưng thuốc bệnh nhân có tác dụng phụ lên phổi, vi tràn dịch màng phổi, tăng áp phổi liên quan tới TKI, ví dụ như là dasatinib, còn những loại khác thì chúng ta vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu CN giai đoạn tiến triển thì chúng ta tiếp tục sử dụng TKI và theo dõi sát bệnh nhân. Nếu giai đoạn chuyển cấp thì có thể sử dụng TKI đơn độc hoặc kết hợp với thuốc khác. Có nguy cơ nhiễm trùng hoặc biến chứng COVID như lớn tuổi, bệnh đồng mắc thì chỉ sử dụng TKI đơn độc thôi. Các cái phương pháp điều hóa trị ghép tế bào gốc thì chúng ta cân nhắc rủi ro lợi ích, mục tiêu điều trị và giám sát chặt chẽ vấn đề về nhiễm COVID. Chúng ta tiếp tục theo dõi lịch trình và khuyến cáo, cân nhắc tùy vùng dịch thì tình trạng bệnh nhân và cố gắng là tăng cường những xét nghiệm tại nhà. TKI thì không có bằng chứng ức chế việc miễn dịch, nó có tăng nguy cơ hay hoặc là tăng nguy cơ nhiễm hay là kết cục xấu với nhiễm COVID-19. Nếu nhiễm COVID-19 không nặng thì không cần ngưng cái TKI. Nhiễm COVID nặng thì chúng ta quyết định việc liều TKI tùy theo trường hợp và biểu hiện độc tính giống như bữa nãy chúng tôi đã nói với các bạn. Giờ bạch cầu màng dòng lympho, trong bạch cầu màng dòng lympho nó đánh lên cái hệ thống miễn dịch của chúng ta rất nhiều, cho nên nguyên tắc là trì hoãn điều trị nếu có thể, ưu tiên lựa chọn thuốc và điều trị ngoại trú.
cố gắng tránh dùng những loại thuốc đơn dòng như rituximab, đặc biệt là khi kết hợp với lại các cái thuốc nhắm trúng đứt cát. Venetoclax thì tránh cơ động nếu có thể, vì cần phải theo dõi nhiều lần và điều trị kéo dài do tác dụng ban đầu của venetoclax. Nếu mà nhiễm COVID nhẹ thì không cần thay đổi điều trị. Nếu nhiễm COVID nặng thì cân nhắc từng trường hợp, tới sử dụng các cái kháng thể đơn dòng venetoclax thì chúng ta ngừng những cái loại thuốc bức chế BCA hoặc là BTD, BTK, thì chúng ta thấy nó cũng có chưa thấy rõ cái lợi ích. Tuy nhiên nó cũng có thể làm ngưng cái bùng phát COE và phóng thích của các cái cytokine. Những tổn thương phổi trên lâm sàng biết quen có thể trùng lắp với viêm phổi do cái BI, BE3 và cái tổn thương của nhiễm trùng có hội kèm theo như pneumocystis carinii hoặc là nhiễm CNV. Cái này chúng ta cần phải cân nhắc. Trong trường hợp loạn sinh tủy thì với IBS AD lớn hơn 3.5 thì nên bắt đầu điều trị bằng HMA ngay lập tức và không cần điều chỉnh liều, tiếp tục duy trì ở những người đã dung nạp và đáp ứng với liều điều trị. Nếu mà MDS mà nguy cơ thấp nhỏ hơn 3.5 thì chúng ta có bốn cái vấn đề là mục tiêu là giảm truyền máu, cải thiện chất lượng cuộc sống, điều trị làm giảm miễn dịch, có thể trì hoãn và ưu tiên là sử dụng thuốc uống giảm số lần tái khám. Và chúng ta lưu ý là sử dụng cái liều của hemoglobin thấp hơn hoặc là tiền tiểu cầu hoặc là khi có triệu chứng xuất hiện trên lâm sàng. Cái nhóm tăng sinh và tăng sinh tủy thì chúng ta không cần thay đổi chiến lược điều trị bệnh, cần kiểm soát bệnh tốt để làm giảm nguy cơ huyết khối trên bệnh nhân nhiễm COVID. Nếu không bị nhiễm hoặc không có triệu chứng thì chúng ta tuân thủ ngặt cái nghiêm ngặt các cái mục tiêu điều trị hiện tại nhằm giảm nguy cơ hình thành huyết khối. Chúng ta có thể cho chống cái tập tiểu cầu tất cả các bệnh nhân đa hồng cầu hoặc ET và thuốc giảm cái tế bào như Hiria với mục tiêu là cho hemolytic dưới 45%, bạch cầu dưới 10.000 và tiểu cầu dưới 400.000. Heparin có thể dự phòng trên tất cả bệnh nhân nhiễm COVID khi nhập viện. Bệnh nhân đang điều trị thuốc kháng đông chống vi sinh K hoặc đô ác thì nên chuyển sang cái heparin. Bệnh nhân có huyết khối động mạch trước đó hoặc là mới can thiệp mạch vành qua da trong vòng 3 tháng thì không nên dùng thuốc chống cái tập tiểu cầu. Nguy cơ chảy máu khi dùng thuốc kháng đông sẽ cao hơn trên bệnh nhân bị xuất huyết trước đó hoặc là bị giảm, hoặc là bị suy gan, hoặc là bệnh nhân bị suy thận. Đó là những điều mà chúng ta lưu ý trong hội chứng tăng sinh và tăng sinh tủy. Một cái phần mà chúng tôi đã tốn khá nhiều thời gian đó là các cái bệnh lý lymphoma. À, với cái hướng dẫn của các cái ECMO thế này, trong ECMO thì người ta đưa ra các cái nhóm ưu tiên trên nhóm bệnh nhân, vì nhóm ưu tiên cao, nhóm ưu tiên trung bình và nhóm ưu tiên thấp. Đây là cái bản dịch giải đi cho các bạn biết là dựa trên cái ưu tiên của bệnh nhân. Ưu tiên mức độ cao là tình trạng bệnh nhân ngay lập tức đe dọa tính mạng mà không ổn định về mặt lâm sàng hoặc là mức độ lợi ích để can thiệp. Mức độ trung bình là tình trạng bệnh nhân không nguy kịch nhưng việc trì hoãn có thể quá được 6 tuần, có thể ảnh hưởng đến kết quả chung và lợi ích. Và ưu tiên thấp là tình trạng bệnh nhân đủ ổn định và các dịch vụ có thể trì hoãn trong suốt cái mùa COVID và không cần phải can thiệp. Với các ưu tiên như thế này thì các bạn thấy người ta đã mô tả từng trường hợp là cái lymphoma tế bào lớn lan tỏa có hai nhóm, nhóm ưu tiên cao và nhóm ưu tiên trung bình. Có thể trong cái nhóm ưu tiên á, thì điều trị chữa khỏi lymphoma với diễn tiến nhanh, chúng ta cái lịch trình quá trị có thể thay đổi để giảm số lần tái khám, nên sử dụng cái RCS. Trước đây thì chúng ta thấy chỉ giảm bạch cầu hạt chúng ta mới dùng, giờ ta khuyên là nên dùng sớm. Hiệu quả của quá trị tăng cường độ cao phải được cân bằng với cái nguy cơ lây nhiễm COVID. Việc bổ sung methotrexate hoặc cytarabine liều cao kênh kinh tủy vì nguy cơ xâm lấn thần kinh trung ương phải được cân bằng với cái nguy cơ lây nhiễm này. Vấn đề là hóa trị liều cao và kèm với gốc tế bào tăng chúng ta áp dụng trên bệnh nhân bị tái phát, tiếp tục điều trị các cái thử nghiệm lâm sàng nếu như bệnh nhân không đáp ứng hoặc là liệu pháp cạc ti xe. Các bạn lưu ý trong liệu pháp cạc ti xe này nó cũng có cái cơn bão cytokine,
Nếu mà gặp được cái COVID thì đa số trường hợp bệnh nhân là bị tử vong. Nhóm nguy cơ trung bình là điều trị không chữa khỏi, chúng ta có thể liệu pháp toàn thân lymphoma tiến triển, rồi sau đó có thể giảm cái số lần thăm khám nên sử dụng RCS xạ trị củng cố. Và trong trường hợp bị nhiễm COVID thì nên trì hoãn điều trị cho đến khi sạch virus thì chúng ta mới tiến hành điều trị. Cũng tương tự như vậy, nhóm mantle cell lymphoma và T cell lymphoma thì chúng ta là cái nhóm ưu tiên cao, là chúng ta lựa chọn cái điều trị đầu tay là lịch trình quá trị và nên sử dụng RCS để hạn chế cái giảm bạch cầu. Trong trường hợp nhóm ưu tiên trung bình thì chúng ta có thể liệu pháp toàn thân cho bệnh nhân bị tái phát nên sử dụng với RCS. Lợi ích lâu dài của quá trị kèm với tự ghép tế bào gốc thì chúng ta cần phải cân nhắc. Lợi ích sống còn của toàn bộ điều trị duy trì với rituximab phải được cân bằng với nguy cơ lây nhiễm của cái COVID-19, nhất trong cái nhóm mantle cell lymphoma. Xạ trị giảm nhẹ thì có thể trì hoãn. Trong trường hợp nhiễm COVID thì chúng ta nên trì hoãn cho đến khi sạch virus. Bệnh nhân điều trị bị nhiễm COVID không triệu chứng thì cần được theo dõi cẩn thận và tạm dừng cái điều trị, nên được cân nhắc trên từng bệnh nhân. Một cái số các cái nhóm bệnh lý khác trong tế bào B như follicular, như lymphoma vùng rìa hoặc là van den Trom, nó cũng được chia ra cái nhóm ưu tiên cao và ưu tiên trung bình. Các cái nhóm này tôi đã có dịch giảng ra đây, thì mong quý vị coi để chúng ta đưa ra. Ví dụ như nhóm ưu tiên cao là các cái tính mạng chèn các cơ quan quan trọng, tăng độ nhức máu trong bệnh lý van den Trom hoặc là hội chứng Binet thì chúng ta tiến hành lịch trình quá trị hoặc là sử dụng RCS. Nhóm ưu tiên mà trung bình ở giai đoạn tiến triển thì chúng ta nên điều trị theo chiến lược theo dõi và chờ đợi nếu có thể. Còn trong trường hợp ưu tiên thấp thì theo dõi và chờ đợi đến khi chúng ta có sạch virus, phải tuân thủ nghiêm ngặt trên bệnh nhân, nó có cái chỉ định rõ ràng. Đây là cái nhóm Hodgkin, chúng ta thấy cũng như quý vị có thể đọc thêm những cái bài mà ban tổ chức sẽ gửi cho quý vị. Trong cái nhóm mà điều trị ưu tiên cao thì chúng ta điều trị toàn thân, xạ trị hoặc là kết hợp với IBVD, nên xem xét chiến lược theo dõi bằng kết quả PET. Trong trường hợp trung bình thì nếu nhiễm COVID thì nên trì hoãn điều trị cho đến khi sạch virus. Tương tự như vậy thì trong đây có cái nhóm Hodgkin lymphoma mà bị tái phát, cũng chia ra nhóm ưu tiên cao và nhóm ưu tiên trung bình. Nhóm bệnh nhân đau u tủy là một cái nhóm bệnh nhân về rối loạn miễn dịch rất nhiều. Nó có thể làm tăng cái kháng thể đơn dòng trên bệnh nhân trẻ tuổi và bệnh nhân có khả năng nhét. Chúng ta cũng chia ra nhóm ưu tiên cao, chúng ta tiến hành điều trị mà không nên được trì hoãn. Quyết định điều trị cân nhắc trên từng trường hợp, xem giai đoạn bệnh, nguy cơ tuổi di truyền và dựa trên các cái bệnh lý đồng mắt, cân nhắc sử dụng RCS khi có cái trường hợp giảm bạch cầu nặng. Nhóm bệnh nhân mà ưu tiên trung bình, chúng ta cân nhắc cái việc trì hoãn ghép tự ghép tế bào gốc sau cái phác đồ tự ghép này để dư lơ vào trong cái vùng dịch. Cân nhắc mở rộng sử dụng lenalidomide lên tới 2 tháng cho bệnh nhân đang điều trị duy trì, và nếu như bệnh nhân ổn định thì trì hoãn việc tái khám và thực hiện bệnh từ xa nếu có thể, trừ hoãn cái việc mà sử dụng cái acid salicylic là thuốc chống vỉ xương đó, và giảm cái tần suất xuống khoảng chừng mỗi 3 tháng. Cũng tương tự như vậy, chúng ta thấy trên cái nhóm lớn tuổi và không có khả năng ghép thì chúng ta cũng đưa ra cái nhóm ưu tiên cao, ưu tiên trung bình và ưu tiên thấp. Vấn đề quan trọng là các bạn cần phải xác định cái nhóm, định nghĩa cái ưu tiên cao, ưu tiên trung bình như thế nào, và trên từng bệnh nhân chúng ta để xếp theo cái hướng dẫn của ECMO này. Về phần chỉ định trên cái vaccine trên bệnh lý huyết học thì đây là toàn bộ những cái tài liệu là người ta đã hướng dẫn. Tôi xin nói những cái phần chính. Tuy nhiên, những cái bệnh nhân với ung thư, ngay cả bệnh nhân đang điều trị hoặc là bệnh nhân có cái nhiễm COVID, biến chứng của COVID
19 thì chúng ta không nên trì hoãn cái việc chích vaccine, mà nếu có thì chúng ta tiến hành đến chích vaccine. À, ví dụ đi trong ghép tế bào gốc, dễ ghép, tự ghép hoặc liệu pháp tế bào cạc vi cell thì ít nhất là 3 tháng sau khi điều trị. Nhóm bệnh lý huyết học có quá trị liệu bệnh nhân suy tủy hoặc là điều trị duy trì thì chúng ta trì hoãn đến khi nào đối chứng hồi phục hoặc là khi có cái vaccine. Những cái hướng dẫn sau để gợi ý, ví dụ như là quá trị theo chu kỳ thì lý tưởng nhất là việc hoàn thành tiêm chủng ít nhất 2 tuần trước khi bắt đầu, hoặc là quá trị theo từng giữa các cái chu kỳ thì chúng ta cũng được cái hướng dẫn chích vaccine như thế này. Tôi sẽ đi lên một số phần chính, ví dụ như ghép tế bào gốc là chúng ta trì hoãn từ 3 đến 6 tháng sau khi dị ghép. Mọi trường hợp mà vẫn phải sử dụng thuốc như ức chế miễn dịch như ciprofloxacin hoặc tacrolimus, giống như bữa nãy chúng ta đề cập trong cái suy thủy. Đối với cái tự ghép thì chúng ta trì hoãn từ 3 đến 6 tháng. Cân nhắc việc chủng ngừa cho bệnh nhân có CVD mãn tính nhẹ hoặc là chặn được cái liều là prednisone đi trì khoảng 0,5mg một ký. Đối với bệnh nhân mà dắt cái CVD đi mãn tính trung bình và nặng hoặc đang điều trị thuốc ức chế miễn dịch với cái liều corticoid như trên thì chúng ta đánh giá lợi ích tiềm năng của việc chủng COVID trên từng trường hợp. Nhóm lymphoma thì nên tiêm vaccine COVID là không nhân bản, đây là non-replicating virus vector, trừ khi mà chúng ta có cấm chỉ định rõ ràng. Thì các bạn biết trên thị trường bây giờ có nhiều loại vaccine mRNA, vaccine của AstraZeneca hoặc là vaccine từ các cái nhóm khác, cho nên chúng ta phải lựa chọn cái vaccine thích hợp. Nên hoàn tất việc tiêm phòng ít nhất 2 tuần trước khi chúng ta sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Đối với bệnh nhân đã được điều trị thuốc ức chế miễn dịch thì chúng ta cân nhắc lưu ý rằng thời gian gián đoạn ngắn trong điều trị có thể không đủ cho bất kỳ cải thiện ý nghĩa nào đối với chức năng miễn dịch. Cho nên trong trường hợp mà ức chế miễn dịch nó giống như suy giảm miễn dịch mà tôi đã đề cập ở trên. Đối với bạch cầu mạng dòng lympho thì ở tất cả giai đoạn kể cả bệnh nhân đang theo dõi đều có khả năng gây ra ức chế miễn dịch. Nên bệnh nhân mà siêu veo được khuyến cáo thì không nên tiêm vaccine sống mà vaccine dựa trên mRNA hoặc là không nhân bản của các cái vector virus. Trì hoãn ít nhất là 1 tháng sau khi cái số lượng mà tuyệt đối của tế bào lympho lớn hơn 1.000 hoặc là 50 tế bào trên 1 microlit trên cái kỹ thuật tế bào dòng chảy. Nếu như chúng ta đang điều trị cái biện pháp giảm tế bào B và đáp ứng tốt hơn, chúng ta sẽ thấy quan sát trên những cái bệnh nhân mà hoàn tất trị liệu trên 1 năm. Đối nhóm đau bụng tủy rất dễ bị tổn thương vì nhóm này ở tuổi cao, thường là trên 70 tuổi, có nhiều bệnh tật và suy giảm miễn dịch liên quan tới điều trị. Nên các loại vaccine sống thường không khuyến cáo trên bệnh nhân đau bụng tủy mà chích vaccine dựa trên mRNA, ví dụ như Moderna hoặc là Pfizer. Trong loạn sinh tủy, điều quan trọng nhất trong loạn sinh tủy là nên được tiêm ngừa Pfizer và BioNTech. Tất cả phân nhóm loạn sinh tủy bất kể tuổi tác, tất cả các nhóm đều phân nhóm nguy cơ của IBS-S và R. Bệnh nhân đau tủy đang theo dõi và chờ đợi hoặc là đang điều trị và bệnh nhân đau tủy đang được thử nghiệm lâm sàng. Trong nhóm này thì tôi có 4 bệnh nhân loạn sinh tủy người ta đã được chích cái nhóm Pfizer và kết quả đây đã được hoàn tất 2 mũi. Chúng tôi đang chờ đợi coi cái đánh giá cái nồng độ kháng thể của bệnh nhân. Đi cái nhóm mà tăng sinh tủy thì bệnh nhân tăng tiểu cầu, đa hồng cầu hoặc là bệnh nhân sơ tủy đang theo dõi hoặc điều trị tích cực thì được xem xét để tiêm chủng. Đối với CML thì bệnh nhân đang điều trị TKI có hoặc không có đuôi bệnh thì nên xem xét tiêm chủng càng sớm càng tốt. Tất cả các thuốc đều có thể tiêm được tùy theo nguồn lực của địa phương của các bạn đang cư trú để chúng ta lựa chọn cái phương án điều trị cho bệnh nhân. Để thay cho lời kết luận thì nhiễm COVID làm tăng các biến cố nhập viện nặng
nhập ICU và nguy cơ tử vong trên bệnh nhân huyết học cả lành tính và ác tính. Điều trị COVID-19 trên bệnh nhân huyết học cũng giống như các khuyến cáo trên dân số chung. Việc quản lý điều trị bệnh nhân huyết học trong cái thời đại của COVID-19 cần cân nhắc thận trọng giữa hiệu quả điều trị bệnh nền và các yếu tố lây nhiễm của COVID-19. Chúng ta cần phải cá thể hóa điều trị từng trường hợp cụ thể, cả huyết học lành tính cũng như huyết học ác tính, theo phân nhóm ưu tiên và mức độ bệnh của nhiễm COVID. Chích ngừa vaccine được chỉ định cho tất cả bệnh nhân huyết học, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt là có cái sự tham vấn của bác sĩ huyết học trong cái lần nhiễm COVID này, trong cái đợt đại dịch COVID. Phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn những cái bác sĩ đang ở trong tuyến đầu để chúng ta chống cái COVID, và cũng chúng ta cũng ở trên Việt Nam, chúng ta ở các nơi cũng đang nhận những cái bệnh nhân mà bị cái COVID mà bị thêm bệnh lý huyết học đang điều trị. Chúng tôi cũng cùng với các bạn để chúng ta sẽ những cái hiểu biết và những cái kinh nghiệm trong quá trình điều trị này. Tôi xin cảm ơn hai bác sĩ nội trú là Lê Bảo Ngọc và Trần Thanh Tòng, các bạn đã hỗ trợ cho tôi để hoàn thành cái phần trình bày này. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn. Sau đây nếu như các bạn có những cái câu hỏi gì thì các bạn có thể đặt và tôi sẽ trả lời trong cái khả năng và hiểu biết của mình. Một lần nữa xin cảm ơn sự chú ý của tất cả quý vị. Cảm ơn tất cả quý vị nhiều quá. Cho đến bây giờ một tiếng trình bày của tôi đã xong mà tôi thấy chưa có câu hỏi nào hết. Trang ơi, có câu hỏi nào không em? Dạ, nhờ thầy refresh lại trang câu hỏi ạ. Hiện có 5 câu ạ. Đây. Câu thứ nhất, hiện tại thì chúng ta đang có 5 câu. Câu thứ nhất, tôi bệnh tăng tiểu cầu tiên phát, muốn tiêm vaccine Pfizer có được không? Thưa bác sĩ, câu trả lời của tôi giống như trong mới nãy bài trình bày. Đối với tăng tiểu cầu huyết khoáng thì cái nguy cơ của tăng tiểu cầu huyết khoáng đó là tình trạng huyết khối của động mạch và các cái huyết khối trên bệnh lý tim mạch. Cho nên trong các cái nhóm bệnh lý của COVID thì nó lại cũng có cái nguy cơ của tăng đông và nó có tăng cái hoạt tính của cái tiểu cầu. Cho nên nếu như bạn đang sử dụng cái liều thuốc là HDA hoặc là cái liều thuốc của chống tiểu cầu như aspirin thì bạn chỉ cần cái ngày hôm trước khi tiêm đó bạn ngưng, hôm trước khi tiêm bạn vẫn uống bình thường, trước đến ngày đi tiêm thì bạn chỉ ngưng, đừng uống cái ngày hôm đó. Đừng uống ngày hôm đó. Sau khi tiêm xong bạn đè chặt lên chỗ cái vùng tiêm về coi,
và đến ngày hôm sau thì chúng ta có thể dùng lại. Đó là an toàn nhất. Một số cái y văn hướng dẫn đó thì người ta chỉ cần là sau 8 tiếng sau mũi trích thì bạn có thể dùng được lại các cái thuốc đã hướng dẫn như là GDA hoặc là cái aspirin hoặc là cả cái clobinosel. Còn nếu như bạn mà dùng hai thứ có cái bệnh lý tim mạch nữa, dùng aspirin và clobinosel, thì tôi khuyên bạn là chúng ta nên ngừng cái cả hai thứ cùng một lúc, và ngày hôm sau thì chúng ta nên chỉ dùng một thứ thôi, clobinosel, và bạn hỏi thêm cái ý kiến của bác sĩ tim mạch mà đang hỏi về cái bệnh lý tim mạch của bạn. Câu hỏi thứ hai là bệnh nhân có suy giảm miễn dịch hoặc bệnh nhân đang sử dụng thuốc ức chế miễn dịch theo quy định của Bộ Y tế thuộc đối tượng trì hoãn tiêm vaccine. Vậy có nghiên cứu nào đã tiêm vaccine trên nhóm bệnh nhân này chưa và có hiệu quả ra sao? Nếu không được tiêm vaccine, nhóm bệnh nhân này nên dùng cách nào để phòng chống nhiễm SARS-CoV-2 và tuân thủ 5K như thông thường? Xin cảm ơn bạn. Bạn đã đọc rất kỹ cái hướng dẫn tiêm vaccine trên của Bộ Y tế. Thì chúng ta biết cái nhóm suy giảm miễn dịch nó chia ra hai nhóm. Nhóm suy giảm miễn dịch mà bẩm sinh thì cho đến bây giờ cái việc tiêm vaccine trên trẻ con vẫn còn đang được cái cân nhắc, nhất là người ta đang tiêm ở trên kể 12 tuổi nha. Ở nước ngoài, tới Việt Nam mình thì vẫn chưa có một cái chỉ định. Vậy thì nhóm ở trên trẻ con chúng ta lưu ý rằng là chúng ta miễn dịch mà bẩm sinh chúng ta không có tiêm. Thứ hai là nhóm miễn dịch mà bị mắc phải giống như là nhiễm HIV hoặc là do các yếu tố khác để ảnh đến cái quá trình miễn dịch do quá trình dùng thuốc, thì chúng ta phải coi đánh giá cái bệnh nền. Ví dụ nhiễm HIV đó là cái nhóm có đối tượng có cái nguy cơ cao, sẽ có nguy cơ bị nhiễm cái vaccine hơn. Tôi có hỏi một đồng nghiệp trong trường hợp mà bệnh nhân bị nhiễm HIV thì tải lượng HIV có ổn định và anh cân nhắc giữa cái nhóm nguy cơ này, thì anh đo cái CD4 và CD8 theo các cái tiêu chuẩn mới nãy lớn hơn 1000 thì anh có thể cho tiêm vaccine. Còn trong trường hợp mà CD4, CD8 còn thấp hơn, nhất là dưới 800, thì các bạn tiêm vaccine nó sẽ có ít tạo miễn dịch và có cái hiệu quả kém đối với bệnh nhân hơn. Trong trường hợp mà bệnh nhân đang sử dụng các cái thuốc ức chế miễn dịch, giống như bữa nãy tôi đã đề cập với tất cả các bạn, như là cái Cilofloxacin, thuốc chống thể ghép Tacrolimus, hoặc là các cái thuốc ATR, thì trong trường hợp này người ta khuyên rằng lên trên 6 tháng. Tuy nhiên, thưa thật với các bạn, cho đến bây giờ vẫn chưa có một nghiên cứu nào, đó là chỉ có báo cáo trong từng nhóm thôi, chứ chưa có một cái kết quả và một phân tích hợp nào rõ ràng về cái vấn đề trên suy giảm miễn dịch này. Câu số 3 là xin báo cáo Vi chia sẻ thêm về sự an toàn khi đi hiến máu và tình hình máu hiện nay để mọi người có động lực đi hiến máu hơn ạ. Sau khi tiêm vaccine, bao lâu thì có thể đi hiến máu? Câu trả lời đầu tiên tôi với các bạn là cho đến nay việc hiến máu nó không có lây nhiễm qua cái sản phẩm máu của nhiễm COVID. Cho nên khi đã đi hiến máu thì bạn cái tuân thủ theo các cái quy định của cái quy trình hiến máu hiện tại đó, là chúng ta thực hiện đúng cái 5K. Càng tốt hơn bạn nên chích cái hai mũi vaccine nè, một mũi cũng được nè, và sẽ khi đăng ký là ở ngay tại cái cơ sở hiến máu đó, người ta sẽ gọi tới, người ta hẹn các bạn sẽ đúng ngày giờ
và cái thời gian để các bạn đi hiến máu. Hiện tại thì ngay tại Bệnh viện Truyền máu huyết học cũng giống như các cái cơ sở hiến máu khác, là tôi đã thấy quý vị đã phân chia nguồn, đã test và theo dõi hết sức là kỹ càng của những người khi tới hiến máu. Sau khi tiêm vaccine bao lâu thì có thể đi hiến máu được? Chúng ta không đợi cái quá trình mà tạo ra cái miễn dịch với cái vaccine nha. Và trong cái khoảng thời gian trong quy định thì trong vòng 6 tháng thì chúng ta đã đi hiến một lần. Bạn đang điều trị COVID, đang điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Dã Chiến. Xin hỏi chỉ định tác dụng của tranexamic acid trên bệnh nhân COVID-19. Liệu dùng tranexamic trên bệnh nhân cầm máu có làm tăng độ nặng của COVID-19 không? Xin cảm ơn. Các bạn biết cái tranexamic acid đó là một cái thuốc nó ức chế cái chuyển hóa từ plasminogen sang plasmin. Và chỉ có một phần nó ức chế plasmin tấn công lên fibrin thôi, ở vị trí alpha và beta. Hay nói gọn lại, cái chức năng của cái chính là nó ngăn cái quá trình tiêu sợi huyết, làm cho cái cục huyết, cục máu đông nó lâu tan ra hơn. Bản thân trong cái COVID thì hệ thống tiêu sợi huyết đã bị ức chế. Đã bị ức chế cho nên nó mới tạo ra nhiều cái sản phẩm dimer trong cái lòng máu. Cho nên bạn nên nhớ rằng bạn phải hết sức cân nhắc việc mà các bạn đã sử dụng cái thuốc này. Nó có thể gây thêm cái tình trạng mà nặng thêm cái quá trình tăng đông của bệnh nhân. Chính vì vậy cho nên lúc này bạn nên tham khảo ý kiến của cái bác sĩ huyết học nha, là nên hay không nên dùng. Và cái chỉ số của cái thứ nhất là dimer của các bạn là bao nhiêu đó. Nếu như dimer mà dưới 500 và cái quá trình chảy máu ưu thế, biểu hiện thêm nữa là BT kéo dài. Trong cái COVID các bạn nhớ ABTT dễ bị đánh lầm lắm, dễ bị đánh lầm, tại vì nó xuất hiện cái anti-phospholipid. Nếu BT kéo dài và fibrinogen có giảm thì các bạn nhớ là cân nhắc để chúng ta quyết định xài cái liều cái tranexamic này. Tốt hơn hết bạn nên tham khảo thêm ý kiến của bác sĩ huyết học. Và có những cái trường hợp mà COVID xảy ra trong thai kỳ, sau khi bị nhiễm hết cái giai đoạn mà cái tải lượng virus thấp, bệnh nhân có bị cơn bão cytokine. Chúng ta đang cái con virus đó, nó không thể nó tác động lên nhau và nó rất ít lên nhau, nhưng trong nhau thì là một hệ thống tiêu sợi huyết khổng lồ đang ở đó. Nên nếu như bạn mà có chảy máu trên thai kỳ mà bị nhiễm COVID thì đây là cái chiến lược chúng ta suy nghĩ dùng hay không dùng cái tranexamic. Đó là tùy trên từng trường hợp cụ thể. Một bạn hỏi là ITB đã dùng rituximab trong vòng 6 tháng, vẫn nên chích ngừa hay không nên chích ngừa hay nên trì hoãn? Bệnh nhân đã kết thúc trong vòng 6 tháng từ khi cái mũi tiêm rituximab và cho đến khi bạn chích ấy, mà nó trên 6 tháng thì cái bạn cứ mạnh dạn chích nha. Bạn cứ mạnh dạn chích không sao hết. Và trong trường hợp này nếu như cẩn thận thì các bạn cho làm lại cái huyết đồ là một. Cái thứ hai các bạn coi cái số lượng tiểu cầu nó ok không. Cái thứ ba các bạn coi chỉ số của các cái tế bào lipho, chỉ số tuyệt đối tế bào lipho. Các bạn thấy chỉ số tế bào lipho này trên 1000 là tương đồng với lại các cái đáp ứng miễn dịch nó tốt. Nếu như trên 1500 thì chúng ta càng an tâm hơn, thì các bạn có thể chích được. Còn trong trường hợp mà nó nằm lấp lửng giữa 1000 với 1500 thì giữa cái việc mà chích hay không chích thì các bạn
cân nhắc chúng ta có thể trì hoãn kéo dài thêm khoảng 2 đến 3 tuần lễ, sau đó chúng ta đi test lại. Còn hơn nữa thì các bạn nên đếm cái tế bào CD4, CD8 và tế bào B ở trên cái máu bằng kỹ thuật low cytometry để chúng ta dễ đưa ra cái quyết định. Ở cho đến đây thì người ta trả lời rằng là trong các cái sản phẩm máu từ hồng cầu đến huyết tương đến tiểu cầu đậm đặc nha, của những người hiến máu thì nó không có cái khả năng của cái lây lan trong cái virus. Cho nên bạn có thể sử dụng các cái sản phẩm máu này từ các cái nơi mà cung cấp cho các bạn. Việc lựa chọn, giả thiết về việc lựa chọn vaccine. Ồ, cái này là một cái phần nó hơi rộng. Cho nên bạn phải biết cái nguyên tắc đầu tiên của vaccine là chúng ta sử dụng một cái cấu trúc của cái con virus đưa vào trong cơ thể, và cái con virus này hoặc vi khuẩn hoặc một cái protein nào đó sẽ bị mất cái hoạt lực nó đi, và cơ thể nó sẽ tạo ra cái đáp ứng. Tình huống thứ nhất là người ta đã đưa toàn bộ cái con virus vào, đã bị mất hoạt lực rồi, nhưng cái quá trình đáp ứng miễn dịch mắc phải của cơ thể của chúng ta đó nó hơi chậm và đáp ứng nó hơi muộn. Các bạn thấy có cái việc sử dụng cái nano COVAX á, là cũng là một cái cấu trúc của cái con virus tương đồng với con virus. Thì cho đến bây giờ thì nó vẫn còn đang trong cái nghiên cứu và tình cảm. Cái thứ hai là cái chúng ta có cái sản phẩm mới là lấy cái spike protein hoặc là mRNA hoặc là các cái nhóm của các vaccine khác. Thì với các cái vaccine này, các bạn nên nhớ rằng mỗi người nó đáp ứng miễn dịch với vaccine khác nhau. Mỗi vaccine nó có thể tạo ra cái phản ứng với cơ thể của mỗi người khác nhau, nhưng đa số với cái thống kê đều có an toàn. Với cái kết quả mà chúng ta thấy, ví dụ như cái bệnh lý viết ấy, vaccine induced thrombocytosis thrombotic ấy, thì nó tỷ lệ nó quá ít nha. Và cho đến bây giờ thì mRNA nó cũng không gây ra cái đó. Tôi nhớ ngay cái đầu đợt dịch này năm ngoái đó, tôi có trình bày lại cái phần đó. Có gì bạn theo dõi thêm ở bên cái bạn hỏi chỗ cái công ty SIGMAX đó, tôi có nói cái biến chứng của các cái việc sử dụng cái vaccine này. Phần này thì nó có cái nhiều bài trên cái chương trình của Đại học Y Dược. Bạn đánh là sự theo dõi chỉ định các cái vaccine và theo dõi hiệu quả của vaccine thì có cái bài đang ở trên đó, do các cái dược sĩ người ta sẽ trình bày. Bệnh nhân đang sử dụng cái Sileporin thì có được chích vaccine không? Thì các bạn biết cái đây là một cái nhóm thuốc của cái calcineurin, nó ức chế cả cái tế bào lympho T. Việc mà chúng ta đưa một cái loại vaccine vào rồi nó trình diện cho cái tế bào trình diện kháng nguyên. Tế bào trình diện kháng nguyên này nó có hai bước, nó sẽ trình bày cho tế bào lympho T heo. Lympho T heo thì có hai cái TH1 và TH2. Thì hai cái quá trình trình diện này đối với Sileporin nó đã bị ức chế hẳn. Ngay cả các cái nhóm của lympho T toxic là CD4, CD8 nó cũng bị giảm hẳn đi. Cho nên bạn phải cân nhắc giữa cái lợi ích và cái nhóm nguy cơ của cái Sileporin. Tôi cũng muốn sau này bạn có thể mail cho tôi biết được là cái bệnh nhân này dùng Sileporin vì mục đích gì. Đó. Bệnh lý của suy giảm miễn dịch, bệnh lý ức chế miễn dịch
do bệnh lý thận hay bệnh lý viêm đa khớp dạng thấp hay là bệnh HNH hay lipid đỏ hoặc là bệnh nhân sao ghép thì tùy trên từng trường hợp cụ thể cả nam và nữ ở tuổi sinh đẻ như thế nào thì tôi sẽ có cái lời khuyên đối với bạn. Địa chỉ mail tôi thì các bạn có thể xin ở ban tổ chức, người ta sẽ gửi tới các bạn. Đang cái điều trị giảm tiểu cầu với corticoid liều metronidazole bao nhiêu thì mới tiêm vừa? Giống như mới nãy tôi đã nói, cái ngưỡng cắt của corticoid là người ta thấy đến 20 mg, và thường là chúng ta duy trì ở cái liều ít khi nào là khoảng từ tới 10 cho đến 15 mg mỗi ngày. Thì bạn nên cái thời gian bán quỷ và cái thời gian đáp ứng của corticoid đó nó rất là ngắn, trong vòng 24 cho đến khoảng 48 tiếng thì nó đã bị cái giảm mất cái hoạt lực đó. Thì theo tôi khuyên rằng bạn nên ngưng nó trước một ngày, rồi cái ngày mà tiêm mà chúng ta ngưng, rồi ngày sau đó nếu buộc phải liều cái duy trì thì các bạn đi duy trì. Còn trên 20 mg thì chúng ta phải giảm đến đạt tới cái mức dưới 20 mg. Nhiều dữ vậy. Bệnh nhân ITP dùng IVIG liều cao thì chích vaccine có cần trì hoãn 6 tháng như các vaccine khác không? Thưa các bạn, IVIG là một cái gamma globulin nha. Đó là cái phần của IgG. Trước đây thì người ta thấy là khi sử dụng IVIG thì nên trì hoãn. Nhưng sau này thì đa số trong những cái trường hợp, nhất là cái đợt dịch Covid này rồi, việc đó sử dụng IVIG với cái thời gian bán quỷ của IVIG, nếu tôi nhớ không lầm trong khoảng chừng 21 ngày đó, thì người ta thấy vẫn có thể chích vaccine được mà chúng ta không cần phải trì hoãn tới 6 tháng để giống như các cái vaccine khác, do cái nguy cơ lợi ích nó tốt hơn là không có lợi ích. Người ta chỉ sợ rằng cái nồng độ IVIG cao trong cơ thể nó crossing hoặc là nó không thích ứng để tạo. Thì trong cái này người ta cũng đã có cái chứng minh trong cái acid trổ phần và IVIG. Thời gian bán quỷ 21 ngày, nhất là khoảng trên 4 tuần. Đa số bác sĩ khám sàng lọc vaccine không phải là bác sĩ chuyên khoa huyết học. Vậy những bệnh nhân có thể khám sàng lọc ở đâu để được bác sĩ huyết học tư vấn? Bác sĩ huyết học chỉ có tư vấn cho bệnh nhân huyết học thôi nha. Nếu như bệnh nhân huyết học mà có các cái bệnh lý lành tính hay ác tính thì thường có một cái bác sĩ, thì chính cái bác sĩ đó ở bệnh viện gọi tới, người ta sẽ tư vấn cho các bạn. Và hôm nay với cái ngay từ đầu chúng tôi đã có cái điều là cần phải làm, cho nên tôi tổ chức cho các bác sĩ nội trú trong bộ môn huyết học chuẩn bị và soạn cái bài này để trình, và sau đó có cập nhật thêm cái kết quả của ACT và của cái hiệp hội nước ngoài đã khuyến cáo, thì bữa nay nó rõ ràng hơn. Thì bạn nên khuyên cái bệnh nhân mà có bệnh lý huyết học của mình đó, và bác sĩ huyết học thì bác sĩ đó. Chứ còn những cái bệnh, tỷ lệ bệnh nhân huyết học mà nhắc COVID trong cái cộng đồng cũng như ung thư bữa nãy đó, nó chỉ có 2% à, nên ít lắm. Cho nên các bạn nên nói những người đó hỏi trực tiếp bác sĩ huyết học. Một bệnh nhân bị COVID nặng khởi phát ITP có tiểu cầu là 10.000, xuất huyết dưới da, đang dùng cái dexamethasone 40 mg một ngày nhân 4 ngày hay là 12 mg một ngày trong 10 ngày. Cảm ơn câu hỏi của bạn. Bây giờ chúng ta sẽ coi rằng là cái giảm tiểu cầu này phải là do COVID hay là giảm tiểu cầu
trong cái miễn dịch mà nó chống cái lycoprotein của 2A, 3B hoặc là 1B và 9? Đây là cái câu hỏi rất khó. Và trong thực tế thì ngay từ lúc ban đầu đó, thưa các bạn, tôi có nói rằng cái nhiễm COVID rất ít giảm tiểu cầu mà khuynh hướng là tăng tiểu cầu. Nếu như là bệnh nhân đã có bị giảm tiểu cầu trước, đã được điều trị ổn định mà bây giờ nhiễm COVID thì khuynh hướng nó có giảm tiểu cầu. Còn trong trường hợp mà bệnh COVID mà nặng diễn tới mà thấy nó giảm tiểu cầu thì các bạn phải coi rằng bệnh nhân này đang có đặt ECMO không? Nếu như bệnh nhân đặt ECMO thì chính cái ECMO nó gây ra giảm tiểu cầu. Bệnh nhân này đang có xài cái heparin không? Thì các bạn nhớ đến coi chừng đó là hội chứng HIT. Và nếu như bệnh nhân này có bất thường về đông máu như BT kéo dài, DDME tăng và fibrinogen giảm. Nhớ rằng trong COVID là fibrinogen rất ít giảm. Là fibrinogen giảm thì các bạn phải coi rằng nó có phải là đông máu nội mạch không. Vậy khi chúng cuối cùng chúng ta cũng chẩn đoán ITP là xuất huyết giảm tiểu cầu miễn dịch trong COVID là một chẩn đoán loại trừ. Cả những cái trường hợp là chúng ta phải làm thêm cái tủy để mà coi cái mẫu tiểu cầu trong tủy nó có tăng không. Tại trong cơ chế của cái giảm tiểu cầu trong COVID là cái cơ mão cytokine và chính cái con virus này nó tấn công lên cái tế bào gốc tạo tủy nữa và nó ức chế cái việc sản xuất TPO. Đó, đây là một cái cơ chế rất là phức tạp. Rồi, theo tôi thì trong cái tình huống này nếu như tiểu cầu mà đang xuất huyết dưới da và có cái trường hợp các bạn thấy bên bệnh viện huyết học đó, các bạn truyền tiểu cầu, khi truyền tiểu cầu lại đáp ứng và nó tăng giọt lên 40 đến 80 ngàn. Lúc này chúng tôi đặt ra là ủa ITP gì mà kỳ vậy? ITP tại sao mà truyền tiểu cầu lại có đáp ứng? Thì coi chừng có khả năng đây là diễn tiến của các cái bệnh lý do nhiễm COVID. À, lúc này không quan chức thì chúng ta đừng nên xài corticoid. À, mấy bữa trước tôi có mấy ca đi vào thì có thể chúng ta sử dụng IVIG hoặc là giống như bữa nãy tôi trình bày, các bạn mạnh dạn xài cái TPO sớm để cho nó giảm bớt cái liều. Và lúc này chúng ta cũng phải sử dụng cái liều dexamethasone 12mg một ngày để chúng ta ức chế cái cơn bão cytokine. Tóm lại ý kiến của tôi trong tình huống này, bạn nên truyền tiểu cầu, đếm lại cái tiểu cầu sau một giờ. Nếu như thấy số lượng tiểu cầu tăng lên thì chúng ta có khả năng nghĩ ít do miễn dịch mà do COVID. Chúng ta nên xài cái liều của nhiễm COVID nặng với liều 12mg một ngày. Đồng thời, bạn nên cân nhắc dùng hay không dùng của cái TPO. Vậy bởi vì cái chi phí của điều trị này nó rất cao. Và trong cái app, chỗ cái ITP đó, các bạn người ta đã khuyến cáo nên dùng cái TPO. Bệnh nhân có cái tiền sử tăng tiểu cầu tiên phát, số lượng tiểu cầu từ 800 đến 900 ngàn, đang sử dụng aspirin hoặc labinogel, thì khi điều trị COVID có cần ngưng để dùng kháng đông DOAC không ạ? Cái câu đầu tiên là sử dụng aspirin hoặc labinogel này nó ức chế cái quá trình của tăng cái hoạt tính của tiểu cầu và tăng số lượng tiểu cầu. Trong cái điều trị của COVID, các bạn nhớ trong trường hợp mà nhẹ mà chưa có cần can thiệp thì người ta thấy có khả năng là dùng aspirin. Tuy nhiên cái kết quả này vẫn chưa có sự đồng thuận lắm.
Vậy thì mục tiêu của chúng ta đang dùng để chế cái chức năng tiểu cầu, ức chế cái hoạt tính của tiểu cầu. Đó cũng là một trong những cơ chế bệnh sinh của COVID. Lúc này bạn nên dùng cái loại kháng đông gì? Tôi khuyên bạn là nên dùng cái nhóm của heparin, là tốt hơn là nên dùng nhóm của DOAC. Tại vì giữa cái sự tương tác mà ngày nay người ta biết rõ được là cái nhóm ức chế tiểu cầu và cái nhóm của heparin là sự tương tác hiệu quả trên cái chống đông, nhất là trên cái nhóm bệnh nhân tăng tiểu cầu vi khác, hơn là cái nhóm của cái chống tiểu cầu với cái nhóm DOAC. Thực tế ra thì chúng ta cũng đã có những cái trường hợp như thế này. Tuy nhiên chúng ta sẽ cân nhắc giữa cái nguy cơ huyết khối nhiều hơn là cái nguy cơ chảy máu, và bạn nên hình bao tiền mà khi tiêm trước da thì phải lưu ý nha, tại vì nó vừa ức chế tiểu cầu mà tiêm trước da với lovenox không kỹ đó thì có cái nguy cơ của cái xuất huyết và lan rộng. Cho đến bây giờ việc chỉ định DOAC trong cái nhiễm COVID vẫn là chỉ định thứ hai nếu như không có heparin nha các bạn, chứ không phải là điều trị hàng đầu đâu. Bệnh nhân nhiễm COVID-19 đã điều trị thì bao lâu được đi hiến máu? Thưa các bạn, đối với nhiễm COVID-19 thì chúng ta nhớ nó có cái hậu COVID-19 nữa. Trên những cái người mà mức độ nặng và trung bình thì thường là thôi, chúng ta khuyên người ta cái quá trình hồi phục đó rất là lâu, trên 6 tháng. Còn cái nhóm bệnh nhân mà nhẹ trung bình hoặc không có triệu chứng, chính cái việc khỏi bệnh đó tạo ra một cái kháng thể tự nhiên. Chúng ta nhớ nó có cái sự xác định của cái nồng độ của kháng thể tự nhiên đó. Cho đến bây giờ thì vẫn chưa có một khuyến cáo nào mà rõ ràng. Tuy nhiên người ta thấy đó cũng giống như một cái nhiễm cúm, nhiễm các cái virus khác, và khi đã có xuất hiện cái nồng độ kháng thể đạt đến chuẩn rồi, nghĩa là theo đấy nồng độ mà định tính trên 50 đó, thì chúng ta có thể khuyên người ta đi hiến máu nếu như người này là người ta có mong muốn. Câu hỏi số 15 là xét nghiệm ACT. ACT có nghĩa là cái activation clotting time. Cái này phải dùng, và trong cái này trong trường hợp là thời gian báo đông hoạt hóa, được sử dụng trong trường hợp phẫu thuật về tim mạch thôi nha. Để người ta ứng dụng cái quá trình này nhanh trong vấn đề mà sử dụng chỉnh liều trong cái phẫu thuật tim mạch. Tuy nhiên các bạn nhớ cái ACT này đó thì nó không có lợi bằng các cái kỹ thuật là TR hoặc là protein trong phẫu thuật tim. Trước đây vì không có những cái xét nghiệm này cho nên người ta mới dùng ACT để người ta đáp ứng nhanh khi sử dụng cái heparin trong cái phẫu thuật của tim mạch để điều chỉnh các cái thuốc với thời gian nhanh. Ngày nay thì có cái roten hoặc có cái TR rồi thì người ta, tôi thấy rằng đa số người ta không sử dụng cái ACT này nữa. Một bệnh nhân nữ 75 tuổi đang điều trị ALL duy trì tháng thứ 5 sau khi đạt được lưu bệnh hoàn toàn, hiện đang dùng corticoid cytoprimetoxib. Có tiêm vaccine được không? Cần ngưng thuốc trước sau khi tiêm bao lâu? Và nên dùng loại vaccine nào? Xét nghiệm học thức nào để có thể được tiêm và theo dõi tiêm như thế nào? Các bạn nhớ corticoid trong điều trị duy trì thì nó chỉ có điều trị cái tuần đầu. Cytoprim thì nó dùng cho đến 28 ngày. Venlafaxine cũng dùng trong tuần đầu và methotrexate thì được dùng cách ngày. Chúng ta nhớ cái cytoprim này nó ức chế trên khi vào trong cái chuyển hóa của cơ thể
là nó ức chế trên cái hệ thống Purin và ba giờ Purin BD. Cho nên lời khuyên á, trong trường hợp bệnh nhân này, nếu như cái nhóm này thuộc cái nhóm nguy cơ là dễ bị tổn thương, giống nguy cơ cao và thêm bị ung thư thì nên chích. Và nếu như các bạn có chậm lại một tháng sau khi bệnh nhân ngưng thuốc thì cũng không có ngại ngùng gì. Cho nên theo tôi nghĩ là nếu như bệnh nhân sử dụng rồi, bạn nên cho bệnh nhân ngưng trong vòng khoảng chừng 2 tuần sau khi ngưng thuốc này, với cái thời gian bán vỉ của nó đã hết, thì các bạn có thể thử lại cái xét nghiệm huyết đồ giống như mới nãy tôi nói, và các bạn lưu ý coi lại cái trị tuyệt đối của tế bào lympho. Thường là chúng ta điều trị duy trì, chúng ta điều chỉnh cái lượng bạch cầu nó khoảng dưới 3.500 và neutrophil là trên là 1.500 con, thì chúng ta mới cho chỉ định duy trì tiếp. Nếu như mà cái số lượng bạch cầu nó thấp và tế bào lympho cũng thấp nữa thì bạn nên trì hoãn tiếp. Và sau khi chích cái mũi mà của vaccine, cái vấn đề là thời điểm nào là chúng ta cho khởi động lại thuốc, thì trong cái này, trong các y văn hướng dẫn vẫn chưa có. Người ta thấy rằng chất tích vaccine phải có nhiều liều để nó đáp ứng lại, nó tạo ra cái đáp ứng miễn dịch. Trong này thì chúng tôi đã có đặt câu hỏi và đề nghị, thì người ta khuyên rằng là trong vòng 21 ngày sau khi tiêm vaccine thì chúng ta có thể khởi động cái quá trình điều trị lại. Như vậy thì loại vaccine nào? Thì các bạn nhớ là Pfizer thì không được rồi, Pfizer phải 21 ngày phải chích lại, mặc dù nó từ mRNA. Loại vaccine mà chúng tôi thấy khuyên nên dùng cho cái nhóm tuổi này thì đó là cái nhóm mRNA, tốt nhất là có cái Moderna thì bạn nên chích. Còn trong trường hợp mà không có thì chúng ta cân nhắc những cái lợi ích và cái tác dụng, những cái thuốc nào mà tác dụng kéo dài lâu hơn, ví dụ như AstraZeneca thì nó có thể 8 tuần đến 12 tuần mới chích lại, thì chúng ta cũng dễ dàng để tính được. Bệnh nhân tăng huyết áp, rung nhảy sinh mạch vành mạng, điều trị dưới warfarin hoặc cô không biết chữ cô là cái gì, thì các bạn nhớ đối với bệnh nhân này không thể ngưng cái warfarin được rồi nha. Thì mới nãy giống như tôi đã hướng dẫn, cái warfarin có thể chúng ta ngưng trước rồi sau đó đến ngày tiêm chúng ta ngưng rồi 4-6 tiếng chúng ta dùng lại. Chủ yếu là chúng ta đề cập tại các cái bệnh lý mà rung nhảy thì chúng ta ngưng warfarin, có thể bệnh nhân chết trước khi mà chúng ta có cái đáp ứng miễn dịch do COVID nữa. Clopidogrel cũng giống như aspirin, mới nãy tôi đã giải thích cho tất cả các bạn. Một người nhiễm COVID có giảm tiểu cầu thì thường tiểu cầu sẽ giảm khoảng bao nhiêu? Thời gian giảm tiểu cầu do siêu vi khoảng bao lâu? Làm sao phân biệt với ITV mới phát hiện? Bạn đã từng gặp một bệnh nhân giảm tiểu cầu sau khi nhiễm COVID kéo dài hơn 21 ngày nhưng tiểu cầu chưa hồi phục dù có sử dụng corticoid. Đây là một cái câu hỏi đó rất là sát sườn trong tiến học của chúng ta. Thứ nhất là trong COVID, các bạn nhớ có giảm tiểu cầu. Cơ chế đầu tiên là người ta vẫn nghĩ rằng là do giảm miễn dịch. Nhưng cái kháng thể mà nó chống là kháng thể nào, chống cái vị điểm nào, cho đến bây giờ thì vẫn chưa xác định chắc chắn. Cái thứ hai là do cái cơn bão cytokine. Chính cái cơn bão cytokine đó nó ức chế của cả cái TPO, ức chế luôn cả cái quá trình
của mẫu tiểu cầu trong tủy xương, và nó gây giảm cái quá trình việt hóa mẫu tiểu cầu trong tủy xương. Đó. Và có thêm cái tác động của chính virus trên cái mẫu tiểu cầu và trên cái tiểu cầu. Với nhiều cơ chế như vậy thì khả năng đáp ứng miễn dịch mà loạn, ta gọi là kinh khủng trong cái COVID này, nó có thể gây ra sự tiêu thụ các cái thành phần của các cái tế bào máu, đứng hàng đầu là lympho, sau đó là một phần tiểu cầu. Hồng cầu thì người ta thấy chưa có nhiều lắm. Vậy thì làm sao mà số lượng tiểu cầu thường giảm, người ta thấy đa số nó nằm dao động khoảng từ 30 cho đến khoảng 50 ngàn, thường là không giảm nhiều, thường là không giảm nhiều. Nếu như một bệnh nhân COVID mà đang giảm tiểu cầu đột ngột thì câu hỏi đầu tiên là có sử dụng cái heparin không. Nếu có giảm heparin thì cái đó là cái hội chứng hít. À, các bạn nhớ, nếu bệnh nhân nặng mà đang có chạy ECMO thì coi chừng là bị giảm tiểu cầu do cái ECMO nha. Rồi cái chuyện thứ ba, cái giảm tiểu cầu do ức chế trên tủy ấy, thì trong trường hợp này sau khi chúng ta loại trừ không được thì các bạn coi phải làm một cái tủy đồ. Trong cái nhiễm COVID thì chuyện mà COVID nặng với lại là nguy kịch thì thôi chúng ta không làm, nên các bạn cứ trung bình và nhẹ thì chúng ta có thể làm, hoặc là các bạn làm thêm cái xét nghiệm mà người ta đánh giá tiểu cầu giống như là cái hầm cầu lưới vậy đó, ta gọi là tiểu cầu lưới, ta gọi là tiểu cầu lưới đó, cái mảnh vỡ tiểu cầu BF, platelet fragment, mảnh vỡ tiểu cầu cái hầm cầu lưới. Nếu mà nó tăng có nghĩa là tiểu cầu trong tủy vẫn còn có đáp ứng. À, vậy thì làm sao phân biệt với IBD mới phát hiện? Thưa các bạn, đây là một cái chẩn đoán loại trừ, chúng ta phải loại trừ hết thôi. Thực tế là IBD mà trồng lên chúng ta cũng rất khó. À, bạn đã gặp một cái bệnh nhân giảm tiểu cầu sau khi nhiễm COVID kéo dài trên 21 ngày. Thì trong trường hợp này, nếu tiểu cầu giảm trên 21 ngày và chưa hồi phục, dù có cái khởi động corticoid, tôi không biết là liều corticoid bạn dùng như thế nào, và bên đây là người lớn hay trẻ con, rồi có cái bệnh nền gì hay không, thì cái này tôi cũng khó mà trả lời được với các bạn. Tóm lại với câu trả lời này thì đầu tiên là trong nhiễm COVID nó có giảm tiểu cầu, nhưng mà nó do nhiều nguyên nhân chứ không phải chỉ là do miễn dịch. Cái thứ hai đó là có thêm những cái bệnh lý đồng mắt mà nó có thể gây giảm tiểu cầu, trong đó là do việc sử dụng heparin, do sử dụng ECMO. Trong trường hợp mà suy gan nặng nó cũng có thể giảm TPO nữa. Thì nếu như mà chúng ta thấy việc mà sử dụng corticoid mà không có kiểm soát được thì bạn nên mạnh dạn xài thêm cái TPO. Rồi như vậy thì buổi học hôm nay chúng ta có 19 câu hỏi, tôi cũng cố gắng về cái hiểu biết của mình để giải thích cho các bạn về những cái câu hỏi này. Xin hỏi còn theo bên ban tổ chức thì hiện tại đã hết câu hỏi rồi. Xin cảm ơn sự chú ý lắng nghe của tất cả quý vị. Chúc cho tất cả chúng ta đều mạnh khỏe, an toàn và may mắn. Với cái biết này thì các bạn có thể thêm áp dụng và giúp cho cái những bệnh nhân bị COVID. Câu hỏi số 20. Bệnh nhân thai phụ đang dùng aspirin trong dự phòng tiền sản giật COVID không? Aspirin không có chống chỉ định trong cái việc mà chúng ta chích cái vaccine. Bạn có thể là ngày hôm trước chúng ta dùng,
Em sao chúng ta đi vaccine và chúng ta cứ đề chặt theo dõi cái đó. Và vấn đề chỉ còn lại là cái sản phụ đó. Vấn đề chỉ còn lại là sản phụ đó nó rơi vào cái tháng nào để chúng ta có thể sử dụng được không? Dưới 12 tuần, trên 12 tuần hoặc là gần lúc sanh, thì cái vấn đề này liên quan tới việc chích vaccine trong sản phụ. Còn aspirin thì không có cấm chỉ định gì hết. Rồi, cảm ơn. Vậy chúng ta tổng cộng có được 20 câu hỏi. Cảm ơn tất cả một lần nữa đã cùng với tôi cố gắng để chúng ta gần đầy 2 tiếng để thảo luận cái phần hôm nay. Tôi bữa nãy thật sự tôi đang liên kết với lại các bạn ở bên thận, các bạn bên khớp và bên huyết học, để chúng tôi soạn một cái vấn đề là bệnh lý COVID trong các cái nhóm bệnh lý mà miễn dịch, bệnh lý mà miễn dịch quá mạnh, ví dụ như trong lipid đỏ này, trong cái hội chứng và trong các cái bệnh lý có cái hội chứng mắc là hội chứng hoạt hóa đại thực bào trong cái viêm đa khớp dạng thấp. Rồi xin hy vọng là còn có một dịp khác để gặp với các bạn. Chúc các bạn một cái buổi tối ngủ ngon nha. Rồi xin hết.